en particulier des pathologies respiratoires. Et des pathologies respiratoires au cours du sommeil. Je vous laisse traduire, peut-être. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Francis Mắc Tanh và hiện tại thì tôi là một bác sĩ hô hấp và tôi chuyên về cái bệnh lý giấc ngủ và các cái bệnh lý hô hấp ở trong giấc ngủ. Donc je suis maintenant aussi le président de l'association franco-vietnamienne de pneumologie. J'ai succédé au docteur Jean-Paul Omasson, qui est le fondateur de cette association que vous connaissez bien et qui malheureusement a des problèmes de santé et a dû céder ses fonctions. Donc je suis maintenant le président de l'AFVP. Hiện tại thì tôi đang là chủ tịch của Hội Phổi Bắc Việt, thì tôi làm cái công việc này để thay bác sĩ Omasong. Thế thì đây là một cái tổ chức mà liên kết giữa các cái nhà hô hấp giữa hai nước là Pháp và Việt. Donc nous allons aujourd'hui commencer un cycle de cours sur les pathologies respiratoires au cours du sommeil, essentiellement le syndrome d'apnée au cours du sommeil. Và ngày hôm nay thì tôi xin được bắt đầu bằng một cái bài trình bày về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Donc aujourd'hui, nous allons parler du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái hội chứng, đó là hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Alors en fait, là c'est pour vous rappeler les différentes pathologies respiratoires qu'on peut observer au cours du sommeil. Le plus fréquent, c'est le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bây giờ thì tôi sẽ nói với các bạn về các cái rối loạn hô hấp mà chúng ta có thể gặp trong cái giấc ngủ. Và trong những cái rối loạn hô hấp gặp trong giấc ngủ thì chúng ta gặp cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là với cái tỷ lệ là nhiều nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu nói về cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Il y a d'autres pathologies dont on ne parlera pas ou ultérieurement, on ne parlera pas aujourd'hui, c'est pathologie plus rare. Les syndromes d'apnée centrale au cours du sommeil, les syndromes d'hypoventilation, l'association avec la BPCO et le syndrome obésité-hypoventilation. Ngoài ra thì còn các cái hội chứng mà thuộc các cái rối loạn giấc ngủ có thể gặp khác mà có thể là hiếm gặp hơn, đó là cái hội chứng mà ngưng giảm thở trung ương hay là hội chứng giảm thông khí, giảm oxy máu ban đêm, và có thể là nó phối hợp với cả một bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là cái hội chứng giảm thông khí béo phì. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pathologie la plus fréquente sur le plan respiratoire au cours du sommeil, le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, SAOS. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu nói về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn, viết tắt là SAOS. Donc ce syndrome, cette maladie se définit par l'association de deux choses. D'une part, on y reviendra, un index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire un nombre d'apnée-hypopnée supérieur à 5 par heure de sommeil, et d'autre part, des signes cliniques, et en particulier une somnolence diurne. Donc il y a association à la fois critères d'enregistrement au cours du sommeil et de critères cliniques. Về mặt định nghĩa của cái hội chứng ngưng giảm thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta thấy là có hai cái thành phần. Thứ nhất đó là nó liên quan đến cái chỉ số ngưng thở và giảm thở. Người ta thấy rằng là cái chỉ số này thì nó được chẩn đoán là hội chứng ngừng thở khi ngủ khi mà nó trên 5 cơn trong vòng 1 giờ khi ngủ. Và bên cạnh đó là các cái triệu chứng lâm sàng bao gồm có cái buồn ngủ ban ngày quá mức hoặc là các cái triệu chứng mà lâm sàng có thể gợi ý cho cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này.
C'est une pathologie qui a été identifiée relativement récemment, dans les années 1970, et c'est Christian Guilleminault, un chercheur français, qui a identifié cette maladie du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ này thì được tác giả là một cái nhà nghiên cứu là Guillemino đã mô tả đầu tiên năm 1976, và ông đã mô tả đây là một cái bệnh lý độc lập. Donc la définition qui est toujours retenue, c'est celle de l'American Academy of Sleep Medicine, donc qui repose, comme je vous l'ai dit, sur un critère d'enregistrement avec plus de 5 apnées hypopnées par heure et sur des critères cliniques. Và theo cái định nghĩa mà của cái hội giấc ngủ Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là cái định nghĩa của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này vẫn là các cái chỉ số của các cái sự kiện tắc nghẽn, đó là trên 5 sự kiện trong vòng 1 giờ ngủ, và bên cạnh đó là kết hợp với cả các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân gợi ý đến cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure de sommeil, c'est-à-dire l'index d'apnée-hypopnée, IAH, va définir la gravité de la maladie. Bon, entre 5 et 15, on parlera de syndrome d'apnée léger, entre 15 et 30, de syndrome d'apnée modéré, et au-delà de 30, on parlera de syndrome d'apnée sévère. Và ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào cái chỉ số là ngưng giảm thở khi ngủ, hay là viết tắt là IAH ạ. Thì là theo các cái chỉ số ngưng giảm thở này mà chúng ta sẽ chia các mức độ nặng của hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn ra làm ba cái mức độ nặng, là nếu như mà AH cái chỉ số ngưng giảm thở từ 5 đến 15 là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nhẹ, còn từ 15 đến 30 là cái hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình, và nếu như trên 30 là mức độ nặng. C'est une pathologie fréquente qu'on va observer dans le monde entier et la fréquence est à peu près la même, quels que soient les pays, autour de 10%, au moins 10% de la population. Cái bệnh tắc nghẽn, cái bệnh hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì đây là một cái bệnh phổ biến trên toàn thế giới, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không được biết tới nhiều, và cái tỷ lệ của nó thì dường như là đồng nhất từ giữa các quốc gia, mà cái tỷ lệ nó rơi khoảng dưới 10% dân số nói chung. De multiples études ont montré que cette fréquence donc était identique sur tous les continents et en particulier en Asie. Nous avons fait une étude épidémiologique au Vietnam qui a montré à peu près la même fréquence que dans les autres pays, environ 7%, 7 à 10% de la population. Và ở đây thì theo các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ này nó không có sự khác biệt giữa các cái châu lục hay là các cái quốc gia, kể cả các nước đã phát triển hay đang phát triển. Kể cả ở Việt Nam thì cái tỷ lệ của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì theo các cái nghiên cứu là nó rơi vào khoảng từ 7 đến 10%. On peut dire, compte tenu de cette fréquence, que c'est un véritable problème de santé publique. En effet, on va voir que cette maladie a de multiples conséquences, à la fois sur la vie de tous les jours, avec les troubles de la vigilance, et sur le plan des risques cardiovasculaires. Và cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì người ta thấy rằng đây là một cái vấn đề y tế của cộng đồng, và cái những cái hậu quả mà hội chứng ngừng thở khi ngủ có thể mang đến đó là những cái rối loạn về sự thức tỉnh ban ngày của bệnh nhân, hay là có liên quan đến các cái bệnh lý tim mạch. La première conséquence de ces apnées au cours du sommeil est de perturber, de fragmenter le sommeil, et cela entraîne des risques de troubles de la vigilance pendant la journée. Cái hậu quả đầu tiên của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở đây đó là chúng ta thấy là có cái buồn ngủ ban ngày quá mức, và khi đó thì nó sẽ dẫn đến là các cái rối loạn về nhận thức và các rối loạn về trí tuệ cho bệnh nhân. La deuxième conséquence est liée à l'hypoxie intermittente nocturne et à la stimulation adrénergique qu'entraînent les apnées et qui va avoir pour conséquence
une augmentation des risques cardiovasculaires, comme vous le voyez, hypertension artérielle, insuffisance coronarienne, risque d'accident vasculaire cérébraux. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái hậu quả của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này là nó gây ra cái giảm oxy máu mà không liên tục. Khi đó thì nó sẽ kích thích cái hệ adrenergic và gây ra những cái nguy cơ tương đối với những cái bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là cao huyết áp, các bệnh lý về mạch vành hay là các tai biến mạch máu não. Quelle est la physiopathologie de cette maladie? Eh bien, elle est due à un relâchement des muscles dilatateurs du pharynx pendant le sommeil qui va entraîner la survenue d'une obstruction dans le au niveau du pharynx dans la zone en arrière de la langue, comme vous le voyez ici. Ở đây thì chúng ta sẽ nhắc đến cái sinh lý bệnh của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tắc nghẽn ở đây là chúng ta thấy là rõ ràng là có cái sự liên quan của cái trương lực cơ ở vùng hầu họng, và khi có cái sự thay đổi của cái trương lực cơ ở vùng hầu họng thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng tắc nghẽn ở cái vùng hầu họng, và nhất là ở phía sau chúng ta thấy là có sự tắc nghẽn ạ. Alors je vais vous montrer une vidéo qui illustre ça. Il y a un relâchement des muscles dilatateur du pharynx, entraînant une chute de la langue en arrière, un rapprochement des parois pharyngées qui va entraîner une obstruction au niveau du pharyngolarynx et qui est responsable de ces apnées obstructives au cours du sommeil. Ở đây thì tôi sẽ trình chiếu cho các bạn một cái video để nói về cái cơ chế sinh miệng học của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là có cái sự thay đổi của cái trương lực cơ giãn ở vùng hầu họng, dẫn đến là có cái hẹp đường thở, hẹp thành sau của cái hầu họng khi mà bệnh nhân ở cái tư thế nằm ngửa khi ngủ. Donc, c'est un phénomène mécanique donc d'obstruction des voies aériennes supérieures pendant le sommeil qui est responsable de cette maladie. Và đây là cái cơ chế mà dẫn đến cả là cái việc tắc nghẽn của cái đường hô hấp trên mà chúng ta gặp khi mà bệnh nhân ngủ. Le collapsus des voies aériennes supérieures est lié à un déséquilibre en fait entre les forces générées par les muscles dilatateurs du pharynx qui sont diminuées et la pression négative lors de la respiration, en particulier lors de l'inspiration. Và ở đây thì tôi cũng nhắc lại đó là có cái hiện tượng xẹp ở cái vùng hầu họng, và cái sự xẹp ở cái vùng hầu họng này nguyên nhân là do sự mất cân đối giữa thứ nhất đó là cái lực tạo ra của các cái cơ giãn hầu họng, mà cụ thể ở đây là nó bị giảm, và bên cạnh đó là cái áp suất âm của cái gì hít vào. Donc chez les patients qui font des apnées pendant le sommeil, il y a en fait une augmentation de la compliance du pharynx et une perte d'efficacité des muscles dilatateurs pour des causes qui ne sont pas toutes connues, qui peuvent être liées à certains facteurs comme l'obésité, par exemple, mais qui ne sont pas toutes connues. Ở đây thì chúng ta thấy là ở những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngưng thở khi ngủ thì có cái hiện tượng là cái tăng cái tính mềm dẻo của các cái cơ ở vùng hầu họng, mất cái hiệu quả của cái giãn cơ, và cái hiện tượng này thì chúng ta thường thấy ở những cái bệnh nhân béo phì, tuy nhiên là về một cái cơ chế thì người ta cũng chưa được rõ lắm. Donc comme je l'ai dit en commençant, le diagnostic va reposer, on y reviendra, par l'enregistrement des paramètres respiratoires pendant le sommeil, de la respiration, des mouvements thoraciques et abdominaux. Et on va voir, à cause de ce collapsus des voies aériennes supérieures, on va voir sur les tracés les apnées se succéder. Avec, en dessous, on a les mouvements du thorax et de l'abdomen. On voit que pendant une apnée, persistent des mouvements du thorax et de l'abdomen qui reflète la lutte respiratoire pendant l'apnée obstructive pendant laquelle le pharynx est fermé.
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái bản ghi đa ký của đặt ở những cái bệnh nhân mà của mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì trên bản ghi này thì chúng ta thấy cái lưu lượng qua mũi, chúng ta thấy các cái cử động vực bụng của bệnh nhân, và ở đây thì chúng ta thấy rằng là có các cái ô mà được tô cái màu đỏ đấy ạ, thì là những cái cơn ngừng thở, và cùng với cả cái cơn ngừng thở đó là chúng ta thấy là ở phía bên dưới là có các cái cử động ngực và cử động bụng, là nguyên nhân là do cái sự tăng gắng sức của cái cơ hô hấp khi mà có cái hiện tượng tắc nghẽn ở đường hô hấp trên. On voit tout de suite ici, chez ce patient qui fait beaucoup d'apnées qui se succèdent, la conséquence sur la saturation en oxygène dans le sang, sur la SaO2, avec des oscillations, des phénomènes de désaturation qui se succèdent en liaison avec les apnées, donc qui sont responsables de cette hypoxie intermittente pendant le sommeil. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là ngay trên cái bản ghi này thì chúng ta thấy cái bệnh nhân này là có xuất hiện rất nhiều các cái cơn ngừng thở, và đi kèm với những cái cơn ngừng thở này thì chúng ta thấy là cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân sẽ giảm. Và ở đây thì chúng ta thấy là đi cùng với cả nhiều cơn ngừng thở như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái độ bão hòa oxy máu nó sẽ giảm không liên tục, có nghĩa là nó giảm và nó lại tăng lên theo một cái đường cong như vậy như trên hình vẽ đấy ạ. Selon le degré d'obstruction des voies aériennes supérieures, on va définir différents événements respiratoires au cours du sommeil. Lorsque les voies aériennes sont normalement ouvertes, la respiration est normale, comme ici. Lorsque les voies aériennes, les muscles dilatateurs commencent à se relâcher, le premier phénomène va être la vibration des parois. Et la survenue d'un ronflement, un bruit de ronflement avec une limitation du débit inspiratoire. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem là các cái mức độ nặng của cái hẹp đường thở thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào. Thì ở cái hình đầu tiên là chúng ta thấy là cái đường thở của bệnh nhân không bị hẹp thì chúng ta sẽ có các cái về cái nhịp thở của bệnh nhân là cái nhịp thở bình thường giống như trên hình vẽ. Ok, mày Thế ngủ còn ở bao cái hình thứ lâu hai là chúng rồi? ta sẽ thấy đó là cái hiện tượng mà cái đường hô hấp trên của bệnh nhân là bắt đầu Quá hẹp hẹp lại, ra. thì chúng ta sẽ thấy các cái sự kiện về hô hấp của bệnh nhân là chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng là giới hạn của cái lưu lượng của đường hít vào, và chúng ta thấy là Dây đen với dây trắng thì dây có nào biểu tốt hiện hơn? của các cái ngáy ở trên các cái Đó. đồ thị về biến cố. Ừ. Xin nhờ các bạn học Sao bịt viên tắt màu mic đi ạ. Các bạn học viên tắt mic đi giúp mình ạ. Ensuite, lorsque le relâchement des muscles s'accentue, on va avoir un affaissement des parois du pharynx, une réduction du calibre, une limitation du débit respiratoire. C'est comme on voit ici une diminution de l'amplitude du débit respiratoire qui correspond à ce qu'on appelle une hypopnée. Và ở đây nếu như mà cái đường thở của bệnh nhân mà hẹp hơn chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng là giảm cái biên độ hay là giảm độ cao của cái đường mà lưu lượng bệnh nhân thở vào, và khi đó thì cái biến cố hô hấp này thì chúng ta đặt tên nó là cái cơn giảm thở. Et enfin, l'étape ultime, c'est la fermeture complète des voies aériennes supérieures. Il n'y a plus de flux respiratoire. Là, le patient présente une apnée complète. Và ở đây cái trường hợp thứ tư là chúng ta thấy là cái đường thở của bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn, thì đối chiếu với cả cái hình biến cố bên cạnh là chúng ta sẽ thấy không còn cái lưu lượng thở vào nữa, và đây người ta gọi là một cơn ngừng thở. Sur ce tracé, on résume les conséquences principales des apnées. Le débit respiratoire est ici. Ici, on a une longue apnée. On voit ici la persistance de la lutte respiratoire. Ici, c'est la pression œsophagienne qui montre la lutte respiratoire pendant l'apnée, pendant laquelle les voies aériennes sont fermées.
Ở đây thì chúng ta thấy là có cái đồ thị mà biểu hiện cái cơn ngừng thở khi ngủ của bệnh nhân rất là điển hình. Cái đoạn mà bôi màu tím đây là một cái cơn ngừng thở mà chúng ta thấy là cái cơn ngừng thở rất là dài và không có cái lưu lượng khí qua mũi. Và ở dưới đó là chúng ta thấy cái đồ thị mà biểu hiện là cái áp lực thực quản nó giảm. Và cái sự giảm cái áp lực thực quản này nó tăng lên cho thấy là có cái sự gắng sức hô hấp ở đây. La première conséquence, on l'a dit, c'est la survenue d'une chute de la SAO2, d'une désaturation, donc qui suit chaque apnée. Et lorsque les apnées se succèdent, on a des désaturations qui se succèdent avec une hypoxie intermittente. Ở đây thì chúng ta thấy cái hậu quả đầu tiên của các cái cơn ngừng thở xảy ra ở những cái bệnh nhân ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn này, đó là cái sự giảm độ bão hòa oxy máu, và chúng ta thấy là cái sự giảm độ bão hòa oxy máu này nó đi phía sau các cơn ngừng thở và gây nên cái hiện tượng là giảm độ bão hòa oxy máu không liên tục. L'autre conséquence des apnées obstructives va être la perturbation du sommeil. On voit ici le tracé EEG, électroencéphalogramme, qui montre que lors de la reprise respiratoire après l'apnée, il y a survenu d'un micro-éveil, d'un réveil cortical de quelques secondes qui traduit le réveil cortical lors de la reprise respiratoire. Ở đây thì sau các cái cơn ngừng thở này thì chúng ta thấy có hiện tượng là bệnh nhân sẽ thở bù ở thở trở lại, hay là cái hiện tượng tăng thông khí sau các cái cơn ngừng thở. Và cái hiện tượng này thì nó gây ra các cái biến đổi về cái điện não của bệnh nhân. Và ở đây thì chúng ta thấy là có các cái hoạt động điện não diễn ra trong vài giây, và người ta ghi nhận đây là các cái vi thức của bệnh nhân xảy ra khi mà bệnh nhân đã lấy lại cái nhịp thở, bù lại cái nhịp thở của mình sau cơn ngừng thở. Et donc la répétition de ces micro-éveils va être responsable d'une fragmentation du sommeil, et on l'a dit déjà, donc va être responsable de troubles de la vigilance, de somnolence diurne. Ở đây thì tôi cũng xin nhắc lại đó là cái hiện tượng vi thức này thì chúng ta quan sát được trên các cái điện não đồ ở vỏ não, và chính những cái vi thức này thì nó sẽ gây ra các cái phân mảnh về giấc ngủ, gây ra những cái buồn ngủ ban ngày, gây ra những cái rối loạn thức tỉnh của bệnh nhân. On voit aussi au moment de la reprise respiratoire après l'apnée une accélération du rythme cardiaque, une tachycardie. Et si on enregistrait la tension artérielle, on verrait une augmentation de la tension artérielle lors de la reprise respiratoire. Ở đây thì chúng ta thấy là sau các cái cơn ngừng thở có cái sự hoạt động của cái hệ thần kinh tự động, và chúng ta thấy là trên cái bản ghi này thì có cái hiện tượng là tăng nhịp tim, và nếu như mà có cái kênh đo mà về huyết áp nữa thì chúng ta cũng có thể thấy là cái hiện tượng tăng huyết áp có thể xảy ra sau các cơn ngừng thở. Alors, ce schéma résume tout ce que je viens de vous dire. Cette maladie des apnées obstructives au cours du sommeil, lorsque ces patients s'endorment, survient le sommeil. Il y a donc ces phénomènes de collapsus des voies aériennes qui surviennent, qui vont être responsables des apnées, et on l'a vu, qui va entraîner hypoxie et même hypercapnie, mais surtout hypoxie. Augmentation de l'effort respiratoire, micro-éveil, comme on vient de le voir, et jusqu'à la réouverture des voies aériennes supérieures et à la reprise ventilatoire, et ainsi de suite, les apnées se succèdent, et ce cercle vicieux va entraîner donc hypoxie intermittente, micro-éveil, perturbation du sommeil, avec toutes les conséquences qu'on a dites. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cái cơ chế rất hay của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở đây, đó là ở những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái giấc ngủ của họ có cái sự xẹp của cái đường hô hấp trên. Cái sự xẹp của đường hô hấp trên này gây ra những cái cơn ngừng thở, và các cái cơn ngừng thở này gây ra cái hiện tượng đó là giảm oxy máu, và chính những cái hiện tượng giảm oxy máu này khiến cho bệnh nhân phải tăng cái gắng sức của các cái cơ hô hấp trong khi ngủ, và dẫn đến các cái vi thức. Các cái vi thức này nó sẽ giúp cho bệnh nhân
nhân thức tỉnh và làm mở các cái đường hô hấp trên, và để cho bệnh nhân tăng thông khí trở lại để sửa chữa cái sự mà giảm oxy máu của bệnh nhân. Sau đó thì bệnh nhân sẽ lại rơi vào cái giấc ngủ tiếp theo và lại xuất hiện các cái cơn ngừng thở tiếp theo. Và khi đấy thì các cái cơn ngừng thở xuất hiện liên tục ở trong giấc ngủ của bệnh nhân sẽ dẫn đến là cái hiện tượng mà giảm bão hòa oxy máu nó không liên tục và gây ra các cái biến chứng, các cái hậu quả của hội chứng ngừng thở khi ngủ. La fragmentation du sommeil va entraîner, je vous l'ai dit déjà, une comme conséquence essentielle et grave, le risque de somnolence pendant la journée. Donc ça a été démontré depuis longtemps. Ici, c'était une étude qui montrait que la fragmentation du sommeil par le bruit, par exemple, là il ne s'agissait pas d'apnée mais du bruit, eh bien, était responsable de la survenue d'une somnolence diurne. Et il en va de même pour la fragmentation liée aux apnées. Ở đây thì chúng ta sẽ xem là cái sự phân mảnh về giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến cái sự buồn ngủ như thế nào. Thì cái nghiên cứu này đã được thực hiện từ rất là lâu rồi, và chúng ta thấy rằng nếu như mà cái giấc ngủ của chúng ta bị phân mảnh thì sẽ dẫn đến là cái hiện tượng mà buồn ngủ ban ngày nó ảnh hưởng đến cái sự thức tỉnh ban ngày của bệnh nhân. Và cụ thể ở đây là cái nghiên cứu mà nó dựa trên những cái bệnh nhân mà có cái giấc ngủ của đêm hôm trước mà bị phân mảnh bởi vì các cái tiếng động, thì ở cái ngày hôm sau thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian tiềm thời giấc ngủ hay là cái khả năng rơi vào cái giấc ngủ của bệnh nhân thì nó ngắn hơn. Chez un patient qui présente de nombreuses apnées au cours du sommeil, eh bien le sommeil va donc être très perturbé. Et c'est ce qu'on voit ici, la comparaison de deux hypnogrammes de tracé de sommeil d'un patient normal, ici qui ne fait pas d'apnée, et d'un patient qui fait beaucoup d'apnée en dessous. Le patient normal a des cycles de sommeil réguliers avec du sommeil profond, du sommeil paradoxal. Tandis que le patient atteint de SAOS va avoir de nombreux éveils, réduction du sommeil profond et réduction, voire disparition du sommeil paradoxal. Donc, on voit très bien un sommeil très perturbé chez ce patient qui présente un syndrome d'apnée sévère. Ở đây thì chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì sẽ có cái sự rối loạn trong cái cấu trúc giấc ngủ. Ở cái bản đồ phía trên thì chúng ta thấy đây là một cái niên đồ giấc ngủ gặp ở những cái bệnh nhân mà bình thường, thì chúng ta thấy là các cái cấu trúc về giấc ngủ của bệnh nhân còn tương đối là bình thường và có các cái sự xuất hiện của các cái giai đoạn giấc ngủ chậm sâu và các cái giai đoạn giấc ngủ bình thường. Tuy nhiên thì ở cái niên đồ ở phía dưới, đó là cái niên đồ mà xuất hiện ở những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, thì chúng ta sẽ thấy là có sự biến mất của các cái giai đoạn giấc ngủ chậm của các cái giai đoạn giấc ngủ chậm sâu và cái giai đoạn giấc ngủ bình thường. Và ở đây chúng ta thấy có rất nhiều các cái vi thức, các cái thức tỉnh ở trong cái niên đồ của bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Đây là cái niên đồ mà điển hình của một cái bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Donc, en synthèse, pour conclure cette première partie sur la physiopathologie des apnées au cours du sommeil et leurs conséquences, on retiendra deux conséquences essentielles. La fragmentation du sommeil, qui avec des conséquences sur la vigilance, mais aussi sur les processus de restauration cérébrale, et donc sur la mémoire et l'attention. Et d'autre part, l'hypoxie intermittente nocturne, qui va être elle aussi responsable de risques cardiovasculaires, mais aussi de lésions cérébrales, parfois irréversibles, et qui va contribuer aux troubles de l'attention. Ở đây thì chúng ta sẽ đi vào cái phần sinh bệnh học và tại sao nó lại gây ra các cái biến chứng, các cái hậu quả ở cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì ở đây cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ban đầu nó sẽ gây ra các cái phân mảnh về giấc ngủ. Chính cái sự phân mảnh về giấc ngủ này nó ảnh hưởng đến cái quá trình phục hồi của các cái tế bào não của bệnh nhân và sẽ dẫn đến là cái sự buồn ngủ hay là sự suy giảm về trí nhớ hay là cái sự mất tập trung, giảm cái sự thức tỉnh ở ban ngày của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó gây ra cái hiện tượng thiếu oxy. Hiện tượng thiếu oxy này nó không chỉ gây ra các cái biến cố về tim mạch mà nó còn gây ra các cái ảnh hưởng trên não, và cụ thể là nó gây giảm cái sự tập trung chú ý của bệnh nhân. Alors le diagnostic de cette maladie, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, va être fait
sur une suspicion clinique, on va voir quels sont les symptômes qui peuvent orienter vers cette maladie, et il sera affirmé par l'enregistrement au cours du sommeil, polygraphie ou polysomnographie. Ở đây thì để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì thứ nhất là chúng ta phải xem xét các cái dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân, đâu là những cái dấu hiệu gợi ý đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, và sau đó khi mà có các cái dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ thì chúng ta sẽ xác nhận chẩn đoán thông qua cái đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ. Donc dans la prise en charge de cette maladie, on va avoir plusieurs étapes. On va avoir l'étape d'identification et d'orientation clinique avec certains symptômes, on va y revenir, qui orientent vers la maladie. Certains symptômes diurnes et des symptômes nocturnes. Donc première étape, la suspicion de la maladie sur des signes cliniques diurnes et nocturnes. Ở đây thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải xác định và định hướng lâm sàng cho bệnh nhân, thì đây là một cái bảng mà tôi đã mô tả khá là chi tiết. Ở đây thì thứ nhất đó là các cái để mà xác định hướng lâm sàng cho những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta sẽ xem xét đó là bệnh nhân có các cái triệu chứng của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này, đây là các cái triệu chứng ban ngày hay là các triệu chứng ban đêm, để có thể mà định hướng được lâm sàng. Thì thông thường thì là các cái triệu chứng về ban đêm thì thường là sẽ xuất hiện trước. La deuxième étape sera l'affirmation du diagnostic avec l'enregistrement au cours du sommeil, polygraphie ou polysomnographie. À, để mà xác nhận cái chẩn đoán là bệnh nhân có mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không thì chúng ta sẽ dùng hai cái phương pháp, một là có thể dùng đa ký hô hấp, hai là đa ký giấc ngủ để phát hiện các cái biến cố. La troisième étape dont on ne parlera pas aujourd'hui, on en parlera lors des cours suivants, ce sera celle évidemment du traitement en particulier des formes les plus sévères, notamment par la pression positive, la CPAP. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải tiến tới là điều trị cho bệnh nhân. Thì ở đây thì chúng ta sẽ phải theo dõi và điều trị cho bệnh nhân, nhất là những cái trường hợp mà ngừng thở mức độ nặng và những cái bệnh nhân mà phải điều trị bằng CPAP với áp lực dương. Et puis bien sûr le suivi ultérieur de ces patients traités dont on parlera aussi dans les cours suivants. Và tiếp theo đó là sau khi đã điều trị cho bệnh nhân, chọn cái phương án điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải theo dõi cho bệnh nhân. Alors quels sont les signes cliniques qui vont diurnes qui vont permettre de suspecter et d'orienter vers un syndrome d'apnée au cours du sommeil? Ça va être essentiellement les troubles de la vigilance diurne, l'existence d'une hypersomnie diurne qui est appréciée objectivement par l'échelle des Poirf que je vais vous montrer ensuite. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến các cái dấu hiệu lâm sàng ban ngày của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ là gì. Thì đây là những cái dấu hiệu mà giúp chúng ta định hướng đến là bệnh nhân có thể mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thứ nhất đó là bệnh nhân bị mất cái sự thức tỉnh về ban ngày hay là bệnh nhân buồn ngủ vào ban ngày. Để mà đánh giá được cái buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân này thì chúng ta sẽ dùng cái bảng điểm Epworth mà tôi sẽ trình bày tiếp sau đây. L'échelle d'Epworth, c'est un questionnaire simple, un auto-questionnaire qui doit être rempli par le patient, qui interroge le patient sur ses risques d'endormissement dans 8 circonstances de la vie courante, et le patient cote chaque item de 0 à 3 et on fait la somme de ses scores. La normale est inférieure ou égale à 10. Au-dessus, à partir de 11, c'est pathologique et ça signifie qu'il y a une somnolence diurne excessive.
Ở đây thì cái bảng điểm và buồn ngủ về Epworth này thì chúng ta sẽ thấy đó là nó nêu lên các cái tình huống mà để đánh giá xem là trong những cái tình huống này thì cái xu hướng buồn ngủ của bệnh nhân là như thế nào. Ở đây thì có 8 cái câu hỏi liên quan đến 8 cái tình huống mà bệnh nhân có thể có cái hiện tượng là ngừng thở khi ngủ, và chúng ta sẽ cho điểm các cái tình huống này theo cái mức độ buồn ngủ của bệnh nhân, từ là không buồn ngủ cho tới bệnh nhân rất buồn ngủ. Và chúng ta thấy rằng là cái điểm Epworth này bình thường là nó dưới 10, thế còn nếu điểm Epworth bắt đầu từ trên 11 thì chúng ta sẽ phải nghi ngờ cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, bởi vì khi đó thì là nó là biểu hiện cho cái việc mà buồn ngủ ban ngày quá mức của bệnh nhân. Nous avons adapté cette échelle des Quarf pour le Vietnam. Nous avons fait une échelle des Quarf adaptée avec notamment l'introduction de la conduite de la moto ou même d'être passager d'une moto, puisque c'est plus fréquent au Vietnam que la voiture. Et cette échelle vietnamienne, si je peux dire, a été validée. Et je ne l'ai pas mise ici, mais je pourrais vous la transmettre, bien sûr, sans problème. Ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái bảng điểm Epworth mà chung khi mà nếu mà như mà chúng ta sử dụng cái bảng điểm Epworth này cho việc để dịch ra tiếng Việt và để sử dụng cho các cái nghiên cứu của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là có một vài cái thay đổi, nhất là trong những cái tình huống mà ngồi ở trong xe ô tô chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải có cái sự thay đổi về trong cái bảng điểm Epworth mà chúng ta áp dụng tại Việt Nam. Je reviens aux autres signes cliniques diurnes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, en dehors de l'hypersomnie, qui est le signe principal, on peut avoir aussi des plaintes de céphalée matinale, de troubles de la mémoire, de l'attention, de troubles de l'humeur jusqu'à la dépression, de troubles et de baisse de la libido. Tôi sẽ quay lại cái slide phía trước một chút để nhắc về thêm về các cái dấu hiệu lâm sàng ban ngày có thể gặp của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì cái buồn ngủ ban ngày quá mức hay là cái chứng ngủ nhiều thì là cái triệu chứng mà thường gặp nhất. Ngoài ra còn có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là nhức đầu vào buổi sáng, bệnh nhân có thể rối loạn trí nhớ, bệnh nhân có thể rối loạn cái sự tập trung, hay là rối loạn khí sắc, và thậm chí là bệnh nhân có thể trầm cảm. Và bên cạnh đó thì còn có cái triệu chứng đó là giảm ham muốn tình dục. Quels sont les signes nocturnes maintenant du syndrome d'apnée du sommeil? Ces signes nocturnes, ils vont être reconnus par l'interrogatoire, non pas du patient, mais de son conjoint ou de son entourage, de la famille, qui va nous rapporter ces signes nocturnes. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến các cái triệu chứng lâm sàng về ban đêm của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì cái triệu chứng đầu tiên này thì là cái triệu chứng ngáy. Có thể là triệu chứng này chúng ta không hỏi trực tiếp bệnh nhân, mà chúng ta có thể hỏi được cái thông tin này thông qua cái người ngủ cùng hay là những cái thành viên trong gia đình của bệnh nhân. Le signe constant est le ronflement. On a vu que c'était la première étape lors du relâchement des muscles dilatateurs du pharynx. La vibration des parois du pharynx va entraîner un ronflement qui est constant chez les gens qui présentent des apnées au cours du sommeil. Cái triệu chứng ngáy này là chúng ta thấy đây là một cái triệu chứng mà xuất hiện đầu tiên khi mà có cái hiện tượng là hẹp của cái đường dẫn khí, của cái đường hô hấp ở phía trên. Và chúng ta thấy là khi mà có cái sự xẹp của cái thành sau của hầu họng như vậy thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng ngáy. Và đây là cái hiện tượng mà chúng ta thường thấy và là cái hiện tượng mà xuất hiện rất là sớm khi ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ. L'autre signe rapporté par l'entourage est la survenue d'arrêt de la respiration avec plus ou moins long, avec des reprises respiratoires bruyantes, avec un ronflement important lors de la reprise respiratoire, lors de l'ouverture des voies aériennes supérieures après l'apnée. Cái triệu chứng tiếp theo đó là chúng ta thấy là bệnh nhân có thể là sẽ xuất hiện những cái cơn ngừng thở, và kèm theo đấy là sau cái cơn ngừng thở thì bệnh nhân sẽ thở lại một cách rất là ồn ào, tức là khi mà bệnh nhân đã lấy bù lại cái lượng khí của mình, và kèm theo cái đấy là cái tiếng ngáy. Thì do cái hiện tượng là khi mà có cái hiện tượng thở lại, đó là cái hiện tượng mà mở ra của cái đường hô hấp trên.
Parfois, le patient rapporte lui-même la survenue de réveil avec suffocation, avec sensation de blocage de la respiration qui le réveille. Cela survient lors d'apnées prolongées de plusieurs dizaines de secondes qui vont réveiller le patient qui ressent à ce moment-là l'obstruction, la fermeture de son pharynx et qui a une impression de suffoquer, de manquer d'air. Cái triệu chứng tiếp theo ở đây là chúng ta thấy là cái triệu chứng mà ngạt thở của bệnh nhân. Cái triệu chứng này thì chúng ta thấy hay gặp ở những cái bệnh nhân mà có những cái cơn ngừng thở mà nó kéo dài khoảng vài chục giây chẳng hạn. Thì khi đó thì sẽ có cái hiện tượng là bệnh nhân sẽ có cảm giác là có hiện tượng là ngạt thở ở trong cái giấc ngủ của mình. Un autre signe fréquent et important, c'est la nycturie, c'est-à-dire le besoin d'uriner plusieurs fois dans la nuit et qui est très fréquent chez les patients atteints d'apnée du sommeil, qui est dû au fait que la lutte respiratoire va entraîner des variations de pression thoracique, va entraîner une pression sur le muscle cardiaque qui a pour conséquence de stimuler certains récepteurs qui vont augmenter la diurèse. Donc cette nycturie est un signe fréquent des apnées au cours du sommeil. Cái triệu chứng tiếp theo chúng ta thấy ở đây đó là cái triệu chứng tiểu đêm, tức là bệnh nhân sẽ phải thức dậy rất là nhiều lần ở trong đêm để đi tiểu. Thì cái hiện tượng này thì nó liên quan đến các cái cơn ngừng thở mà nó có thể gây ra các cái sự thay đổi và khiến cho là những cái bệnh nhân mà có những cái cơn mà ngừng thở khi ngủ ở trong đêm như thế này, thì đây là cái triệu chứng mà rất thường gặp ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ. Parfois les patients pensent que ou leur entourage pense que cette nycturie est due à une maladie de la prostate, mais ça n'a pas de relation du tout avec la prostate dans ce cas-là. C'est directement lié à la lutte respiratoire secondaire aux apnées obstructives au cours du sommeil. Ở đây thì chúng ta sẽ phải xem là cái chứng tiểu đêm này thì nó có liên quan đến cái bệnh lý tiền liệt tuyến của bệnh nhân hay không, và chúng ta sẽ phải loại trừ cái bệnh lý này trước khi mà chúng ta xem rằng là cái tiểu đêm này đó là triệu chứng, là hậu quả của cái hiện tượng mà tăng gắng sức của các cái cơ hô hấp ban đêm và gặp ở những cái bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Enfin, ces patients ont un sommeil perturbé, agité, avec de fréquents éveils. Parfois, ils parlent d'insomnie, mais ce n'est pas une véritable insomnie. En fait, c'est un sommeil très perturbé, avec de fréquents éveils qui sont liés aux apnées répétées. Ở đây thì các cái triệu chứng khác mà chúng ta có thể gặp đó là cái hiện tượng mà rối loạn cái cấu trúc giấc ngủ của bệnh nhân, hay là bệnh nhân ngủ không yên giấc mà bệnh nhân thường ngọ nguậy ở trong đêm và có các cái thức giấc mà có thể là xuất hiện thường xuyên ở trong giấc ngủ. Tuy nhiên thì đây là chúng ta sẽ thấy là không phải là cái sự mà thức giấc một cách thực sự của bệnh nhân, mà đây là các cái thức giấc mà do các cái cơn ngừng thở mà nó gây nên cho bệnh nhân. Lorsqu'on va examiner ces patients atteints de syndrome d'apnée au cours du sommeil, on va retrouver souvent une obésité. Et dans les 70% des cas au moins, on a une obésité avec un index de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, obésité de type androïde. Ở đây về các cái dấu hiệu về hay là các cái yếu tố nguy cơ của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mà chúng ta có thể khám, đó là đầu tiên là chúng ta sẽ thấy đó là cái hiện tượng mà béo phì với cái chỉ số khối thì trên 30 kg trên mét vuông. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là thường gặp những cái trường hợp mà béo phì cái dạng là béo phì dạng trung tâm, tức là béo mặt và thân, nó khác với những cái trường hợp béo phì mà có lắng đọng mô mỡ ở dưới da. Il est important d'examiner la sphère ORL, le nez, le pharynx, le larynx de ces patients à la recherche de signes de modification anatomique qui peuvent favoriser l'obstruction des voies aériennes, le rétrécissement du pharynx, le voile du palais long, flasque, les amygdales si elles sont augmentées de volume, tout ce qui va contribuer à augmenter, à favoriser l'obstruction des voies aériennes supérieures pendant le sommeil.
Ở đây thì khi khám tai mũi họng thì chúng ta sẽ phải khám cả mũi rồi là hầu họng của bệnh nhân, và chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm bất thường ở trên cái đường hô hấp trên của bệnh nhân, bao gồm có thể là cái eo họng hẹp hay là cái khẩu cái của bệnh nhân thì có thể dài hoặc nhão, hay là chúng ta thấy là có cái hiện tượng là tăng kích thước của cái amidan. Thì tất cả những cái mà bất thường về cái mặt tai mũi họng này nó đều là các cái yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến cái sự hẹp của cái đường hô hấp trên trong khi ngủ. Donc le bilan ORL doit être systématique chez les patients atteints de syndrome d'apnée du sommeil. Và những cái bất thường này thì nó có thể là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái hội chứng mà mình thở khi ngủ. On a déjà commencé à voir que les apnées obstructives au cours du sommeil étaient responsables de pathologies cardiovasculaires et en particulier d'hypertension artérielle. Donc, le bilan cardiovasculaire fait aussi partie du bilan des syndromes d'apnée du sommeil. Et dans la moitié des cas, vous le voyez, on va retrouver une hypertension artérielle. Ở đây thì như lúc trước chúng ta đã nói rồi là các cái hội chứng mà ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì nó có các cái biến chứng lên trên hệ tim mạch, và cụ thể ở đây trong các cái biến chứng ở trên hệ tim mạch đó là cái hiện tượng mà tăng huyết áp. Thì ở đây gần một nửa cái số bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ chúng ta thấy rằng là có cái hiện tượng tăng huyết áp. Alors, je reviens ici sur les conséquences de la somnolence diurne excessive. On l'a dit que la fragmentation du sommeil était responsable donc de troubles cérébraux qui ont pour conséquence donc la survenue d'une somnolence diurne excessive, de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention, et on a vu déjà que tout cela a été aggravé par l'hypoxie intermittente nocturne et que tout cela pouvait être responsable de troubles cognitifs. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ xem là cái hậu quả của cái buồn ngủ ban ngày quá mức là như thế nào. Thế thì cái hội chứng ngưng giảm thở tắc nghẽn này nó sẽ gây ra cái phân mảnh về giấc ngủ. Chính cái phân mảnh về giấc ngủ này thì nó sẽ gây ra các cái về rối loạn về trí nhớ và sự tập trung của bệnh nhân do cái triệu chứng là buồn ngủ ban ngày quá mức. Và bên cạnh đó là những cái triệu chứng mà ban ngày này của bệnh nhân sẽ trầm trọng hơn do cái hiện tượng là thiếu oxy máu, và tất cả những cái nguyên nhân trên thì nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả đó là rối loạn các cái nhận thức và các cái trí tuệ của bệnh nhân. La somnolence diurne excessive peut avoir des conséquences multiples, des risques d'accidents de la circulation lors de la conduite automobile ou conduite de la moto, des risques d'accidents du travail et de multiples perturbations, comme vous le voyez, perturbations intellectuelles, modifications de la personnalité, troubles de la libido, détérioration bien sûr de la qualité de vie, et puis aussi la somnolence diurne est responsable en elle-même, la fragmentation du sommeil et la somnolence diurne excessive sont responsables en elles-mêmes de risques cardiovasculaires et en particulier d'hypertension. Ở đây thì các cái dấu hiệu liên quan đến cái buồn ngủ ban ngày quá mức này là chúng ta thấy là cái hiện tượng buồn ngủ ban ngày quá mức nó liên quan trực tiếp đến cái tai nạn. Ở đây là các cái tai nạn giao thông hoặc là những cái tai nạn lao động. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là cái buồn ngủ ban ngày quá mức này nó sẽ gây nên rất nhiều các cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy ở đây. Ví dụ như là các cái rối loạn về nhận thức trí tuệ của bệnh nhân, hay là các cái thay đổi tính cách, thay đổi rối loạn về các cái khí sắc của bệnh nhân, và cuối cùng là sẽ dẫn đến là cái giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ nhắc lại đó là cái buồn ngủ ban ngày quá mức này nó sẽ gây nên hàng loạt các cái biến cố về tim mạch, và trong các cái biến cố tim mạch đấy thì người ta vẫn luôn nhắc đến là có cái tăng huyết áp là thường gặp nhất. Donc la somnolence diurne est grave puisqu'elle est grave par le risque accidentel, on l'a dit, accident, risque d'accident de la voie publique, risque d'accident du travail. On pense que certaines catastrophes, grandes catastrophes, comme l'accident de Bhopal en Inde ou Tchernobyl, l'accident de la centrale nucléaire en Russie, liées à des erreurs humaines, sont probablement liées à des
survenue de somnolence chez des hommes ou des femmes qui surveillaient, qui étaient chargés de la surveillance de ces structures et qui étaient peut-être atteints de syndrome d'apnée du sommeil. Donc des conséquences qui peuvent être gravissimes, bien sûr, selon le travail. Ở đây thì chúng ta sẽ xem là cái ảnh hưởng lớn nhất của cái sự buồn ngủ này là gì. Thì như lúc nãy tôi đã nói, đó là cái ảnh hưởng mà có nguy cơ xảy ra các cái tai nạn. Thì chúng ta thấy là cái sự buồn ngủ ban ngày quá mức này nó sẽ gây nên những cái tai nạn về trên đường phố, ví dụ như là các tai nạn giao thông. Và bên cạnh đó thì rất quan trọng đó là các cái tai nạn lao động. Mà ở đây thì tôi nhắc đến là cái hiện tượng mà Chernobyl, đấy là một cái thảm họa mà có thể xảy ra do cái sự mất tập trung của cái người lao động mà người ta phải làm việc khi trong cái điều kiện mà người ta buồn ngủ, và có thể là rất có thể là cái người lao động đó là có cái thể là mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Donc la somnolence, si elle est importante pendant la journée, a un retentissement socio-professionnel, familial, et va bien sûr altérer globalement toute la qualité de vie. Và cái sự buồn ngủ ban ngày này thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt về mặt xã hội, về mặt nghề nghiệp hay là về các cái thành viên trong gia đình của bệnh nhân. Và cuối cùng đó là cái sự ảnh hưởng của cái buồn ngủ ban ngày này nó sẽ gây nên cái hậu quả cuối cùng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Le risque d'accident de la circulation lié au syndrome d'apnée au cours du sommeil et à la somnolence diurne a été démontré depuis longtemps. Vous voyez, des études anciennes maintenant, très anciennes en France, avaient bien montré le risque accru d'accident de la circulation chez des patients atteints de syndrome d'apnée du sommeil. Et en France, le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil sévère contre-indique la conduite automobile, s'il n'est pas traité, bien sûr. Donc, il est obligatoire de traiter un syndrome d'apnée au cours du sommeil sévère, de vérifier l'efficacité du traitement pour que les patients puissent continuer à conduire, que ce soit leur voiture personnelle ou que ce soit, bien sûr, leur véhicule professionnel, un camion, par exemple, un poids lourd, s'ils sont conducteurs professionnels. Donc, c'est un critère très important. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái buồn ngủ, cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày quá mức này nó làm tăng cái nguy cơ gây tai nạn thì đã được nói đến ở từ là rất lâu rồi. Và chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu này thì thấy rằng là cái phần lớn mà cái nguyên nhân mà gây tai nạn giao thông đó là do cái người tài xế mà có cái hiện tượng là có mắc cái hội chứng mà buồn ngủ ban ngày do cái hội chứng mà ngưng cảm thở khi ngủ. Thế thì ở Pháp thì ở Pháp của chúng tôi thì là những cái người tài xế mà mắc những cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mà ở mức độ nặng thì sẽ bị cấm là điều khiển các cái phương tiện giao thông, và nhất là những cái người tài xế mà lái những cái xe tải hoặc là những cái phương tiện giao thông mà hạng nặng. Và người ta sẽ theo dõi cái việc điều trị của những cái bệnh nhân này, và nếu như mà bệnh nhân không được điều trị thì bệnh nhân cũng sẽ không được lái xe, và nếu như mà bệnh nhân đã được điều trị và bệnh nhân có cải thiện mà được cấp phép lái xe thì cũng sẽ phải theo dõi rất sức là chặt chẽ. J'ai beaucoup parlé de la somnolence diurne excessive, il faut aussi parler de la fatigue. Parfois les patients se plaignent pas vraiment de somnolence, mais de fatigue. Alors, il y a des questionnaires validés qui permettent d'objectiver la fatigue, et en particulier, cette échelle, un des plus utilisés, et c'est cette échelle de fatigue de Pichot, avec 8 questions qui permet d'apprécier, d'objectiver la fatigue, qui est un élément parfois difficile à apprécier sur le plan objectif. Để mà chúng ta phân biệt được giữa là cái bệnh nhân này là buồn ngủ ban ngày hay là các cái triệu chứng mệt mỏi của bệnh nhân thì chúng ta sẽ có một cái thang điểm để đánh giá, định là đánh giá cái mức độ mà mệt mỏi của bệnh nhân qua cái thang điểm Pichot này. Thì cái thang điểm này thì bao gồm cũng có 8 cái câu hỏi, và chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân để đánh giá cái tình trạng mà của bệnh nhân từ các cái điểm số từ thấp đến cao, và qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá được xem là cái buồn ngủ ban ngày, xin lỗi, cái mệt mỏi ban ngày là cái mệt mỏi của bệnh nhân là ở mức độ nào.
Và đây cũng là một trong những cái thang điểm để mà chúng ta đặt ở trong cái bi lăng mà khi mà chúng ta tầm soát các bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ. Et puis, il convient aussi de rechercher chez ces patients un état dépressif. On a vu que les conséquences de la fragmentation du sommeil, les répercussions cérébrales des apnées au cours du sommeil liées à la fragmentation et à l'hypoxie pouvaient entraîner de véritables états dépressifs. Il convient de faire aussi un questionnaire adapté comme cette échelle de dépression. Il y en a d'autres, mais voici l'exemple d'une échelle de dépression utilisable pour objectiver cet état dépressif qui est relativement fréquent chez les patients atteints d'apnée au cours du sommeil. Ở đây thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái nghiên cứu đã được thực hiện để chứng minh rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này nó có thể gây nên các cái rối loạn về thần kinh của bệnh nhân, và trong đó là có cái trầm cảm. Thế thì để cái đánh giá cái mức độ trầm cảm của bệnh nhân thì có cái thang điểm để đánh giá cái trầm cảm thì gồm có các cái câu hỏi, và khi sử dụng các cái câu hỏi này để bệnh nhân trả lời thì chúng ta sẽ có một cái điểm số để có thể đánh giá được là cái mức độ mà trầm cảm của bệnh nhân là ở mức độ như thế nào, bởi vì là cái trầm cảm này thì rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng giảm thở khi ngủ. Donc voilà pour cette première partie de ce cours sur le diagnostic, la physiopathologie et le diagnostic clinique du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Donc, si vous voulez, on peut faire peut-être une petite pause de 3 minutes avant d'aborder la deuxième partie qui est le diagnostic par les enregistrements polygraphiques, polysomnographiques. Je vous propose de faire une petite pause de 2-3 minutes. Aussi, si tu veux, d'habitude. Oui. Ils n'ont pas l'habitude de faire les pauses, à moins que tu veuilles le faire. Non, moi pas spécialement. On peut enchaîner dans ce cas, pas de souci. En fait, les pauses, c'est surtout pour les questions. Et là, je ne vois pas de questions véritablement. Donc, si tu n'es pas fatigué, on peut envoyer. Et puis ensuite, on va réserver du temps pour les questions à la fin. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on poursuit avec le diagnostic donc par. On a vu les signes cliniques d'orientation et de diagnostic, et pour affirmer le diagnostic de syndrome d'apnée au cours du sommeil, il faut réaliser un enregistrement au cours du sommeil, donc une polygraphie ou polysomnographie. Alors, j'aime bien mettre cette photo qui date de 2007, c'est la photo du premier patient que nous avions enregistré au cours du sommeil au Vietnam, à l'hôpital Chorai de Chiminville en 2007. C'est le premier patient chez qui nous avons réalisé une polysomnographie au Vietnam en 2007. Bài trình bày của tôi thì lúc trước thì tôi đã trình bày về hai phần với các bạn, đó là về cái sinh lý và các cái triệu chứng của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì chúng ta sẽ đến một cái phần thứ ba, đó là chúng ta sẽ đến là chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này bằng cái đo đa ký hô hấp hay đo đa ký giấc ngủ. Và tôi sẽ bắt đầu cái phần này bằng một cái hình ảnh, và đây là cái bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi lắp cái hệ thống mà đo đa ký giấc ngủ ở trên một cái bệnh nhân người Việt Nam. Và đây là một cái bệnh nhân mà chúng tôi lắp cái máy đo đa ký giấc ngủ từ năm 2007 ở bệnh viện Chợ Rẫy. Donc le diagnostic de cette maladie de syndrome d'apnée au cours du sommeil va se faire par ces examens de polygraphie ou polysomnographie nocturne. Alors, le dépistage peut éventuellement se faire par l'enregistrement d'une oxymétrie de la SAO2, mais ça ne va pas permettre d'affirmer le diagnostic. Pour affirmer le diagnostic, il faut faire soit une polygraphie, soit une polysomnographie.
Để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì người ta sẽ sử dụng các cái phương pháp để chẩn đoán. Thì đầu tiên đó là thông qua các cái câu hỏi về tầm soát. Và trước đây ở cái giai đoạn đầu thì người ta sử dụng cái đo nồng độ oxy máu liên tục để mà đánh giá cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Nhưng mà hiện nay thì người ta không dùng cái phương pháp đó để mà chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ nữa, mà bắt buộc sẽ phải sử dụng đến hai phương pháp là đa ký hô hấp hoặc là đa ký giấc ngủ. La polygraphie ou polygraphie de ventilation enregistre les paramètres respiratoires, c'est-à-dire la SAO2, la respiration nasale et buccale et les mouvements thoraciques et abdominaux. Các cái thông số trong cái đa ký hô hấp thì bao gồm có là độ bão hòa oxy, tức là cái SAO2, rồi cả là các cái lưu lượng của dòng khí qua mũi, qua miệng và các cái cử động để đánh giá các cái cử động ngực và cử động bụng của bệnh nhân. Donc je... Les paramètres respiratoires vont être enregistrés de cette façon. Le... Pour la respiration, le gold standard, la méthode de référence, c'est le pneumotachographe. Mais un pneumotachographe, c'est encombrant, c'est lourd, c'est gênant. Et en pratique, ça ne peut pas être utilisé pour les examens de routine. C'est utilisé uniquement pour les examens liés à des études, à la recherche. Ở đây thì để đánh giá cái lưu lượng khí mà qua các cái nhịp thở của bệnh nhân thì ban đầu cái tiêu chuẩn vàng của người ta là người ta sử dụng cái pneumotach, tức là cái lưu đồ về cái tần cái hít thở của bệnh nhân, giống như là cái để chúng ta trong cái đo chức năng hô hấp ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng cái như vậy thì nó quá nặng và quá là to đối với bệnh nhân. Và khi đó thì hiện tại là trên thực hành lâm sàng hiện nay thì chúng tôi sẽ chỉ dùng cái canin mũi thôi để đánh giá cái lưu lượng khí qua mũi. En pratique courante, la respiration va être enregistrée au niveau nasal par des petites canules, par un système qui ressemble aux lunettes, ce qu'on appelle les lunettes qui sont utilisées pour l'oxygénothérapie. Et là, on enregistre par ces petites canules les différences de pression qui permettent de repérer les mouvements, les phénomènes d'inspiration et d'expiration de chaque respiration. Ở đây thì trên thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái canin mũi là một cái dụng cụ mà nhỏ hơn, và chúng ta thấy là chúng ta sẽ thường gặp ở trong những cái liệu pháp oxy cho những cái bệnh nhân ấy. Thì bên cạnh đó thì sẽ có một cái để mà đo cái dòng khí mà qua miệng của bệnh nhân, được gọi là các cái cảm biến nhiệt này, thì nó sẽ đánh giá những cái thay đổi về mặt áp suất để nó đo được các cái dòng thở qua mũi và qua miệng của bệnh nhân. Il faut aussi enregistrer la respiration buccale pour s'assurer qu'il y a une respiration par la bouche éventuellement. Si le patient a le nez bouché, il va respirer par la bouche. Et lors de certains efforts respiratoires, il va respirer par la bouche. Donc, il faut mettre en association avec les canules nasales, il faut placer une petite thermistance qui va devant l'élève, qui va enregistrer la respiration buccale. Ở đây chúng ta thấy là tại sao phải có thêm các cái cảm biến nhiệt để mà đo cái lưu lượng khí qua miệng. Thì có một số bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là khi ngủ thì người ta sẽ thở bằng miệng, và khi đấy chúng ta sẽ phải kết hợp cả cái canin ở mũi và cái cảm biến nhiệt mà chúng ta thấy là nó sẽ có một cái đoạn mà nó ở phía dưới miệng của bệnh nhân đấy ạ, để nó cảm biến được cái lưu lượng dòng khí qua mũi để chúng ta đánh giá được các cái dòng thở của bệnh nhân trong cái hội chứng ngừng thở này để đánh giá. Et l'analyse de la ventilation au cours du sommeil nécessite aussi d'enregistrer les mouvements du thorax et de l'abdomen pour différencier, on le verra, les apnées entre les apnées obstructives et les apnées centrales. Et les mouvements thoraciques et abdominaux sont enregistrés par des sangles placées sur le thorax et l'abdomen par des méthodes de plétismographie d'inductance. Ở đây thì một trong những cái biến mà để chúng ta có thể
các cái dữ liệu của bệnh nhân đo đa ký, đó là chúng ta sẽ đo các cái chuyển động ngực và chuyển động bụng của bệnh nhân. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là có các cái dây để người ta quấn ở ngực và quấn ở bụng của bệnh nhân. Qua đó thì người ta sẽ đánh giá các cái cử động ngực bụng của bệnh nhân thông qua cái plethysmography, tức là cái đo sự biến đổi về thể, cái cảm ứng để đo sự biến đổi về thể tích. Và thông qua các cái chuyển động ngực bụng này, các cái gắng sức ngực ở ngực và bụng, thì chúng ta sẽ phân biệt được là cái hội chứng ngừng thở này là tắc nghẽn hay là hội chứng ngừng thở là trung ương. En plus de ces paramètres, la respiration, les mouvements thoraciques et abdominaux, la polygraphie de ventilation nécessite d'enregistrer la SAO2, la SPO2 par un capteur d'oxymétrie classique, un oxymètre placé sur le doigt d'une main. Ngoài những cái mà đo dòng thở hay là các cái dây để đánh giá các chuyển động ngực bụng này, thì cái đo đa ký hô hấp cần thêm cái cảm biến là SpO2 để đo cái độ bão hòa oxy mà chúng ta thường gắn ở đầu ngón tay của bệnh nhân. On vient de voir donc les paramètres enregistrés lors de la polygraphie de ventilation. Quand on fait une polysomnographie, là, on associe les paramètres neurologiques, c'est-à-dire le EEG, pour avoir les stades de sommeil, l'EMG, l'électromyogramme du menton et du diaphragme, et l'électrooculogramme. Ces trois paramètres, EEG, EMG du menton, électrooculogramme, permettant de repérer les différents stades de sommeil, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Trên đây thì tôi đã nói về các cái mà của các cái thông số của cái đo đa ký hô hấp. Thế thì đo đa ký giấc ngủ thì nó có thêm các cái kênh điện não để chúng ta giúp xác định các cái giai đoạn của giấc ngủ, thêm các cái kênh về điện cơ như là điện cơ cằm, điện cơ chân hay là điện cơ hoành, và bên cạnh đó là có thêm các cái kênh về điện cơ mắt. Thế thì ba cái kênh này là ba cái kênh cơ bản, tức là điện não, điện cơ và điện mắt, điện nhãn lồ, là ba cái kênh cơ bản để giúp chúng ta phân biệt được các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân. Đây là giai đoạn giấc ngủ đông hay là giấc ngủ sâu hay là giấc ngủ bình thường. L'oxymètre permet également de nous donner la fréquence cardiaque. On peut aussi enregistrer de façon non invasive, bien sûr, la tension artérielle en plaçant un brassard sur un des bras du patient pour enregistrer la tension artérielle au cours du sommeil. Bên cạnh đó thì đa ký giấc ngủ cũng có thêm một cái kênh, đó là kênh đo huyết áp. Thì đây là một cái phương pháp mà có thể thăm dò cái huyết áp của bệnh nhân mà không xâm lấn, thông qua cái băng đo huyết áp của cái cẳng tay ở cánh tay của bệnh nhân trong khi ngủ, thì chúng ta sẽ có cái thông số huyết áp trong đêm. Toutes ces données sont bien sûr numérisées et vont être analysées dans un premier temps par des logiciels qui permettent une première analyse automatisée qui devra être validée par une lecture par le médecin, bien sûr, mais on dispose actuellement de logiciels qui permettent d'assister cette lecture et d'accélérer la lecture de ces enregistrements de plusieurs heures au cours d'une nuit. Thì tất cả những cái dữ liệu trên thì sẽ được mã hóa và được phân tích thông qua các cái phần mềm của máy, và sau đó thì máy có thể đọc tự động để phát hiện được các cái biến cố này. Tuy nhiên là vẫn cần phải có cái sự đọc lại của các bác sĩ, và chúng ta thấy rằng là cái việc mà phân tích tự động bằng cái máy tính này thì nó sẽ giúp chúng ta là phân tích các cái biến cố của bệnh nhân trong vòng rất là nhiều giờ. Donc je reviens ici à ce patient qui est équipé pour une polysomnographie avec les canules qui permettent d'enregistrer la respiration nasale, les sangles thoraciques abdominales et les électrodes pour l'EEG, l'électromyogramme du menton et l'électrooculogramme pour repérer les mouvements des yeux et donc les stades de sommeil. Tôi sẽ
sẽ quay trở lại cái hình ảnh mà bệnh nhân đang được lắp cái thiết bị mà để đo đa ký giấc ngủ ở đây, thì chúng ta sẽ thấy đó là bệnh nhân có cái canin qua mũi để đo cái tổng khí qua mũi, có các cái băng để được cố định ở ngực và bụng để đo cái cử động ngực bụng của bệnh nhân. Chúng ta thấy là bệnh nhân có các cái dây điện cực ở trên não, rồi có các cái dây điện cực mà gắn ở cằm để đo cái điện cơ cằm, và ở đây thì còn thiếu các cái điện cực ở mắt nữa, thì chúng tôi đang trong cái quá trình lắp. Để mà qua những cái điện cực này thì chúng ta sẽ phân tích được các cái biến số để đánh giá, phân biệt được các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân. Tous ces enregistrements peuvent être réalisés soit en ambulatoire, c'est le cas notamment pour les polygraphies qui le plus souvent sont réalisées en ambulatoire, ou en hospitalisation, et c'est le cas le plus souvent pour les polysomnographies qui nécessite souvent, le plus souvent, que les patients restent une nuit à l'hôpital dans une unité spécialisée d'exploration du sommeil. Ở đây thì chúng ta thấy rằng những cái đo đạc như thế này thì hoàn toàn có thể là thực hiện ở ngoại trú, nhất là đối với những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng chẩn đoán bằng đo đa ký hô hấp, thì chúng ta có thể là không cần phải bệnh nhân phải đến bệnh viện. Còn mà những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán ở bệnh viện thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng là cái đo đa ký giấc ngủ, nhất là những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy là có các cái rối loạn giấc ngủ thì có thể sử dụng cái đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán cho bệnh nhân. Nous allons voir maintenant quels sont les critères diagnostiques des apnées au cours du sommeil. On définit une apnée par l'arrêt de la respiration pendant au moins 10 secondes, tandis qu'une hypopnée est définie par une diminution de la ventilation, de l'amplitude de la ventilation d'au moins 50%, associé à une désaturation ou un micro-éveil. On va y revenir. Các cái dữ liệu mà trên cái bản đo đa ký thì chúng ta thấy đó là có các cái sự kiện ngưng thở, người ta định nghĩa đó là hiện tượng mà dừng các cái dòng khí ít nhất là 10 giây. Thế còn hiện tượng giảm thở đó là chúng ta thấy là có sự giảm cái lưu lượng khí trên 50%, có kèm theo giảm độ bão hòa và hoặc là có thể giảm có kèm theo là các cái vi thức. À partir de là, on va définir un index d'apnée-hypopnée au cours du sommeil, c'est-à-dire un nombre d'apnées-hypopnées par heure de sommeil. Et on a vu que le diagnostic repose sur un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5 par heure de sommeil. Để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì người ta dựa vào cái chỉ số là ngừng thở cộng với cả cái chỉ số giảm thở trong một giờ ngủ của bệnh nhân, và người ta sẽ chẩn đoán là bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này khi cái chỉ số ngừng giảm thở này trên 5 lần trong vòng một giờ ngủ của bệnh nhân. On va voir sur des exemples maintenant de tracés comment se traduisent les différents types d'événements respiratoire. Ici, une apnée obstructive avec un arrêt de la respiration pendant plus de 10 secondes, une persistance des mouvements thoraciques et abdominaux, et on voit que ces mouvements du thorax et de l'abdomen sont en opposition de phase, et on voit la conséquence sur la ligne du bas sur la saturation avec une désaturation qui suit cette apnée prolongée. Donc apnée obstructive avec des mouvements thoraciques et abdominaux qui persistent et désaturation. Ở đây thì chúng ta sẽ xem là khi mà có các cái biến cố như thế này thì chúng ta sẽ định nghĩa đó là các cái biến cố thuộc loại nào. Thì đây là một cái ví dụ điển hình của cái cơ thực thở tắc nghẽn. Thì ở cái đường đồ thị ở giữa đấy là chúng ta sẽ thấy là có ngừng cái lưu lượng khí hoàn toàn, và chúng ta thấy rằng là cái cơn ngừng thở này là kéo dài trên 10 giây. Và ở phía trên là chúng ta sẽ thấy hai cái đường mà màu xanh và màu đỏ, đấy là các cái đường mà để biểu hiện cái mà cái cử động ngực bụng của bệnh nhân. Thì ở đây chúng ta thấy là cái có cái chuyển động ngực bụng của bệnh nhân là ngược chiều với nhau, thể hiện cái sự gắng sức hô hấp mà trong cái biến cố tắc nghẽn này của bệnh nhân. Và cái hậu quả đầu tiên chúng ta thấy của cái cơn ngừng thở này đó là có sự giảm độ bão hòa oxy máu sau cái cơn ngừng thở, là cái đường đồ thị ở phía dưới cùng đấy. Ici on voit des apnées
obstructive ici, la respiration est ici, la pression nasale. Donc, on voit une apnée, une autre apnée ici, avec les efforts respiratoires qui persistent, donc apnée obstructive, la désaturation. Et ici, on a enregistré le son, les bruits respiratoires. On voit que pendant l'apnée, le son diminue, le bruit respiratoire diminue, et on voit le bruit respiratoire, le ronflement, qui est plus important après l'apnée, et avec un ronflement important ici. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái ví dụ về cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn. Ở đây là chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng mà ngừng thở tắc nghẽn ở cái đường có hai cái cơn ngừng thở, là một cái cơn mà ở phía giữa màn hình và một cái cơn là ở phía sau, kèm theo đó là có cái sự tăng về cái áp lực ở trên xương ức. Về cái đường và ở phía trên là cái đường mà sông 1 đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng đó là giảm các cái tiếng ồn trong khi ngủ của bệnh nhân. Và chúng ta thấy là đối chiếu từ cái phía cơn ngừng thở lên thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng là giảm tiếng ồn, và sau đấy thì các cái tiếng ồn khi ngủ của bệnh nhân thì nó trở về bình thường, đấy là những cái tiếng ngáy, và kèm theo sau nữa là ở cái đoạn phía sau thì chúng ta thấy đó là cái hiện tượng là tăng các cái tiếng ồn hay là bệnh nhân ngáy rất là to ở phía sau đấy ạ. Un élément intéressant qu'on voit ici, c'est l'étismogramme, c'est-à-dire la courbe de l'enveloppe du pouls, du rythme cardiaque. On voit les variations de l'onde de pouls pendant l'apnée et après l'apnée, qui est en relation avec la variation de pression intrathoracique. Donc ça, c'est un élément intéressant dans les apnées obstructives, le plétismogramme, l'onde de pouls. Ở đây thì cái đường đồ thị ở phía trên cùng là cái plethysmogram, thì đây là cái mà đường biểu diễn của cái thời gian lan truyền sóng mạch. Thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian lan truyền sóng mạch này thì chúng ta thấy là nó sẽ dao động ở những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì đây là một cái điểm mà rất là thú vị về cái sự thay đổi, cái sự dao động của cái thời gian lan truyền sóng mạch này. Nguyên nhân là do sự thay đổi của cái áp lực trong lồng ngực khi mà bệnh nhân có các cái gắng sức về hô hấp. Encore un autre exemple d'apnée ici, obstructive avec persistance des mouvements respiratoires. On voit ici on a en parallèle l'enregistrement de l'EEG, de l'électroencéphalogramme, et on voit, comme je vous montrais tout à l'heure, lors de la reprise respiratoire, les micro-éveils avec une accélération du rythme de l'EEG ici, micro-éveil qui suit l'apnée lors de la reprise respiratoire. Ở đây thì là một cái ví dụ khác về cái cơn ngừng thở tắc nghẽn. Thì chúng ta thấy là cái đường đồ thị là biểu hiện là có một cái cơn ngừng thở, và có vẫn kèm theo ở đó là các cái sự tồn tại của cái cử động ngực bụng của bệnh nhân vẫn còn. Và ở phía trên thì chúng ta thấy đó là các cái đồ thị biểu diễn điện não đồ của bệnh nhân, và chúng ta thấy xuất hiện của các cái vi thức ở phía sau các cái cơn ngừng thở là cái sự thay đổi của các cái sóng ở phía trên điện não đồ khi mà có sự tăng thông khí, sự thở bù lại của bệnh nhân sau cơn ngừng thở. Alors ici, il s'agit d'un exemple d'apnée non plus obstructive mais centrale. Je vous disais tout à l'heure que pour distinguer les apnées obstructives et centrales, il fallait enregistrer les mouvements du thorax et de l'abdomen. Donc ici, on a une apnée, mais vous voyez qu'on n'a plus de mouvements du thorax et de l'abdomen, donc pas de lutte respiratoire. C'est une apnée centrale où les voies aériennes restent ouvertes. Ở đây thì chúng ta có cái định nghĩa về cái ngừng thở trung ương. Ở đây thì chúng ta cũng thấy cái đồ thị này là biểu diễn là không có cái lưu lượng khí qua mũi, tức là cơn ngừng thở. Nhưng mà ở đây rõ ràng với cái đồ thị này thì chúng ta thấy là có sự biến mất của các cái cử động ngực bụng, hay là cho thấy là không còn cái sự gắng sức của hô hấp nữa. Thì đây là cái trường hợp là ngừng thở trung ương, và chúng ta thấy là trong trường hợp này thì cái đường hô hấp trên thì nó vẫn còn mở chứ nó không bị hẹp. Et puis, on peut avoir une association d'une apnée d'abord centrale, puis qui devient obstructive. C'est ce qu'on appelle une apnée mixte. Donc, vous voyez ici une longue apnée. Au début, on a
pas de mouvement ou très peu de mouvements thoraciques et abdominaux. Et puis dans la deuxième partie, surviennent les mouvements thoraciques et abdominaux. Donc on appellera ça à ce moment-là une apnée de type mixte. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái có cái về cái cơn ngừng thở hỗn hợp, thì đây là một cái cơn ngừng thở mà chúng ta thấy là nó khởi đầu là nó giống như một cái cơn ngừng thở trung ương, và đến cái giai đoạn sau của cái cơn ngừng thở này thì nó lại giống như một cái cơn ngừng thở tắc nghẽn. Ở cái cơn ngừng thở này chúng ta thấy cái đoạn đầu của nó có không có các cái cử động ngực bụng hoặc là có rất ít các cái cử động ngực bụng, còn ở cái giai đoạn sau thì chúng ta lại thấy có hiện tượng là vắng sự hô hấp thông qua các cái cử động ngực bụng ngược chiều nhau. Và với những cái cơn ngừng thở mà có hai thành phần như thế này thì chúng ta gọi là cơn ngừng thở hỗn hợp. Ensuite, il nous faut définir de façon précise les hypopnées. Donc, on compte non seulement les apnées, mais aussi, je vous l'ai dit, les hypopnées. Et la définition d'une hypopnée, la définition enfin, française et internationale même, l'hypopnée, c'est un événement d'au moins 10 secondes, avec diminution d'au moins 50% du débit respiratoire associé. Et ça, c'est important, associé obligatoirement soit à une désaturation, chute de la SAO2 d'au moins 3%, soit à un micro-éveil. Donc, il faut avoir non seulement une diminution de l'amplitude respiratoire, du débit respiratoire d'au moins 50%, mais associé soit à une désaturation, soit à un micro-éveil pour parler d'hypopnée. Ở đây thì để mà chẩn đoán được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì ngoài những cái cơn ngừng thở thì người ta còn quan tâm đến các cái cơn giảm thở. Thế thì các cái cơn giảm thở này có nhiều định nghĩa, trong đó thì chúng tôi có cái định nghĩa đó là những cái cơn giảm thở này thì cũng phải ít nhất cái biến cố này thì cũng phải kéo dài là 10 giây. Và cái biến cố giảm thở có nghĩa là giảm cái trên 50% cái thông khí, cái biên độ của hô hấp của bệnh nhân, hoặc là có thể là giảm dưới 50% nhưng bắt buộc phải có kèm theo là có giảm độ bão hòa oxy máu ít nhất 3% hoặc là vi thức. Như vậy ở đây chúng ta phải nói rất rõ với nhau đó là cái định nghĩa về giảm thở có nghĩa là một là bệnh nhân giảm trên 50% thông khí, hoặc là hai là bệnh nhân có thể giảm dưới 50% cái biên độ nhưng mà phải kèm theo giảm độ bão hòa hoặc là vi thức. Alors, si on regarde sur toute une nuit, comment se traduit les tracés d'un patient qui présente un syndrome d'apnée obstructive sévère, on va avoir ce type de schéma sur toute une nuit. Là, on a l'hypnogramme avec les différents cycles de sommeil. Ici, là, à chaque fois qu'il y a un trait noir, ce sont les événements respiratoires, apnée, hypopnée. Et on voit ici la SAO2, et on voit que chez un patient qui fait beaucoup d'apnée et d'hypopnée, on a cet aspect d'hypoxie intermittente avec une oscillation constante de la SpO2, une chute encore plus importante lors des épisodes de sommeil paradoxal, on a des chutes encore plus importantes de la SpO2, et on a un aspect de la courbe de SpO2 qu'on appelle un aspect en peigne, c'est-à-dire qu'avec des oscillations toute la nuit, comme ici, un aspect en peigne de la courbe de SpO2. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái bản đồ về toàn thể của một cái giấc ngủ của một cái bệnh nhân ngừng thở khi ngủ là như thế nào. Thì ở cái đồ thị thứ hai là chúng ta thấy là các cái giai đoạn giấc ngủ, trong đó thì có các cái thành phần giấc ngủ và có cái giai đoạn về giấc ngủ bình thường. Thế còn cái những cái cột màu đen ở phía trên cùng đây là chúng ta thấy rằng là đó là những cái biểu hiện của các cái cơn ngừng thở hay giảm thở của bệnh nhân xuất hiện rất là nhiều trong đêm. Thế còn cái đồ thị thứ ba là cái đồ thị về cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân, SpO2 của bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng ở đây là bệnh nhân có cái sự giảm bão hòa oxy máu rất là nhiều ở trong đêm, và có cái biểu hiện và cái hình ảnh mà cái giảm độ bão oxy máu này thì người ta gọi là cái hình ảnh là răng cưa. Và đặc biệt là chúng ta đối chiếu lên trên thì ở những cái giai đoạn mà giấc ngủ bình thường thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự giảm độ bão hòa oxy máu sâu hơn so với những cái giai đoạn khác. Alors, dans la dernière partie de ce cours, on va parler de l'épidémiologie du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil et de la fréquence et des facteurs favorisants de cette maladie.
Và cái phần cuối cùng trong cái dịch tễ học của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này là chúng ta sẽ nói đến các cái yếu tố nguy cơ, các cái yếu tố mà gợi ý đến cái hội chứng ngừng giảm thở khi ngủ này. Je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant, cette maladie est fréquente et on va retrouver une fréquence qui est variable selon les études, tout dépend du critère d'index d'apnée hypopnée qu'on prend, si c'est 15, si c'est 5, si c'est 10. Mais vous voyez que ces fréquences, elles tournent toujours autour des 7 à 10%. Donc le chiffre à retenir, c'est 7 à 10% de la population adulte. Ở đây thì chúng ta thấy là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là một cái bệnh phổ biến, và các cái nghiên cứu khác nhau thì người ta lấy cái điểm cut off của cái chỉ số ngừng giảm thở khác nhau, có thể là trên 10, có thể là trên 15, có thể là trên 5. Nhưng mà về nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì nó sẽ rơi vào khoảng 7 đến 10%, và thông thường là khoảng dưới 10%. Toutefois, on pense que cette fréquence est en fait beaucoup plus élevée et que beaucoup de patients, la majorité des patients ne sont pas ou diagnostiqués, qu'on a un sous-diagnostic de la maladie. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là có rất nhiều là bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nhưng mà không được chẩn đoán và không được biết tới là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. On va parler maintenant des facteurs de risque de cette maladie. Les apnées obstructives au cours du sommeil, et le principal de ces facteurs de risque est le poids, le surpoids et l'existence d'une obésité. Donc, on voit que selon l'index de masse corporelle, eh bien, on va avoir un risque de syndrome d'apnée qui est plus important en fonction du degré de l'obésité. Ở đây thì chúng ta sẽ nhắc đến cái yếu tố nguy cơ chủ yếu của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này, đó là béo phì. Thế thì các cái nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì nó có mối quan hệ rất là mật thiết với cái mức độ béo phì của bệnh nhân theo cái chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân. Donc on peut prendre le problème dans les deux sens, c'est-à-dire regarder l'obésité comme facteur de risque du syndrome d'apnée, et on voit que plus le patient est grave, plus on va retrouver au niveau de l'index d'apnée hypopnée, plus on va retrouver d'obèse. Donc dans les syndromes d'apnée sévères, avec un index d'apnée supérieur à 30, par exemple, on va retrouver les deux tiers d'obèse. Mais moins chez les patients moins d'obèse dans les formes moins sévères. Ở đây thì chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và béo phì, có nghĩa rằng là cái béo phì này nó là cái yếu tố nguy cơ chủ yếu của cái hội chứng ngừng thở. Đây thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta thấy có cái mối tương quan, nếu như mà cái chỉ số ngừng giảm thở của bệnh nhân càng cao thì cái tỷ lệ mà bị béo phì thì sẽ càng lớn. Và ở đây cụ thể đó là nếu như cái chỉ số ngừng giảm thở là trên 30, có nghĩa là bệnh nhân bị ngừng thở mức độ nặng, thì có tới trên 60% là bệnh nhân là có béo phì. Và tương tự như vậy thì nếu như cái chỉ số ngừng giảm thở của bệnh nhân mà nó thấp thôi thì cái tỷ lệ mà béo phì thì nó cũng thấp. De multiples études comme celle-ci ont bien démontré depuis longtemps que l'augmentation du poids est parallèle à une augmentation du risque d'apnée et donc est parallèle à l'augmentation de l'index d'apnée-hypopnée, et inversement que la perte de poids, la diminution de l'index de masse corporelle va s'accompagner d'une diminution de l'index d'apnée-hypopnée. Ở đây thì rất nhiều các cái nghiên cứu đã được tiến hành để chứng minh cái mối liên quan giữa cái chỉ số ngừng giảm thở và cái cân nặng của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở những cái bệnh nhân mà có cái tăng cân thì nó cũng liên quan đến cái việc là tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái cơn ngừng thở, tăng cái chỉ số ngừng giảm thở. Và một điều rất quan trọng đó là nếu như mà bệnh nhân có thể giảm được các cái cân nặng thì những cái chỉ số ngừng giảm thở của bệnh nhân cũng giảm, bệnh nhân giảm được các cái biến cố giảm thở, ngừng thở trong khi ngủ. Une autre étude qui avait montré également que l'index d'apnée-hypopnée augmente avec parallèlement, proportionnellement à l'index de masse corporelle et donc au surpoids.
Và đây là một cái nghiên cứu khác cho chúng ta thấy rằng là có sự tăng song song giữa cái chỉ số mà ngưng giảm thở với cả cái chỉ số khối cơ thể của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số khối cơ thể càng cao thì các cái chỉ số về các cái rối loạn hô hấp trong khi ngủ của bệnh nhân thì càng tăng. En résumé, pour ce facteur obésité qui est essentiel dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on retiendra que les deux tiers des syndromes d'apnée obstructive sont en surpoids ou présentent une obésité et qu'on retiendra ce chiffre des deux tiers environ. Để tóm lại về cái béo phì, nó là cái yếu tố nguy cơ chủ yếu gây nên cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, thì người ta đã thấy rằng là cái tỷ lệ mà những cái người mà bị mắc cái hội chứng ngừng giảm thở tắc nghẽn khi ngủ thì khoảng 2/3 cái số người mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì có cái hiện tượng là thừa cân hoặc là béo phì, và cái tỷ lệ này thì nó rơi vào khoảng 2/3. Un paramètre qui est intéressant à mesurer qu'il faut faire systématiquement, d'ailleurs chez les patients, lors du diagnostic de syndrome d'apnée, c'est le périmètre cervical, le tour de cou, la mesure du tour de cou, du périmètre cervical, parce que vous voyez que ce périmètre cervical est parallèle, son augmentation est parallèle au poids, au surpoids, et va donc être lui aussi un élément qui va évoluer parallèlement à l'index d'apnée et hypopnée. Vous voyez que plus le périmètre cervical est élevé, plus on va avoir des syndromes d'apnée, des risques de syndrome d'apnée sévère. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái dấu hiệu rất là thú vị để chúng ta có thể tầm soát phát hiện là bệnh nhân này có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không. Và cái dấu hiệu này thì người ta cũng được đưa vào cái bi lăng để chúng ta có thể tầm soát các cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Đó là chúng ta đo cái chu vi vòng cổ của bệnh nhân. Thì ở đây các cái nghiên cứu cũng thấy rằng là cái chu vi vòng cổ này nó có mối liên hệ mật thiết, mối liên hệ song song với cả cái hiện tượng là thừa cân hay là cái hiện tượng béo phì. Và người ta thấy rằng là nếu như mà cái chu vi vòng cổ này càng tăng thì các cái chỉ số ngừng giảm thở của bệnh nhân cũng càng tăng, và cụ thể là ở cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số ngừng giảm thở mà tăng ở cái nhóm bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái chu vi vòng cổ đó nó cũng sẽ tăng theo. Voyons maintenant quel est le rôle de l'âge dans la fréquence du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On voit ici que la fréquence augmente avec l'âge. On peut diagnostiquer des syndromes d'apnée obstructive du sommeil à tout âge, chez des sujets jeunes. Bon, ici, on ne parle que des adultes. C'est une pathologie qui existe également chez les enfants, mais ici, on ne parle que des adultes. On voit une augmentation progressive avec l'âge, avec une légère diminution peut-être aux environs des 70-75 ans, et puis une remontée ensuite, donc globalement la fréquence augmente avec l'âge. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có cái vai trò của tuổi, có nghĩa là nếu như tuổi bệnh nhân càng cao thì các cái biến cố về hô hấp trong các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì càng cao. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là người ta có thể chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở cái lứa tuổi bệnh nhân còn rất là trẻ. Tất nhiên là có thể là có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trẻ em nữa, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là lứa tuổi càng cao thì cái tần số của cái hội chứng khi ngủ này thì nó càng tăng theo tuổi. Ở đây thì có một cái sự giảm nhẹ một chút về cái tần số xuất hiện ở cái tuổi khoảng 80, nhưng mà nhìn chung trên đồ thị thì chúng ta thấy là tuổi càng cao thì tần suất mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ càng cao. Même si cette fréquence augmente au cours de la vie, augmente avec l'âge, le problème est que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes chez les sujets âgés. En particulier la somnolence dont on a beaucoup parlé, la somnolence diurne, est un symptôme moins fréquent, plus difficile à apprécier et en tout cas moins fréquent chez les sujets âgés au-delà de 80-85 ans. Le syndrome d'apnée se traduit par moins de somnolence diurne.
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó tăng đều lên so với tuổi. Tuy nhiên là các cái triệu chứng của hội chứng ngừng thở khi ngủ mà xuất hiện ở những cái người lớn tuổi như vậy thì nó sẽ không giống với cả các cái triệu chứng ngừng thở mà xuất hiện ở những cái người trẻ. Có nghĩa là các cái triệu chứng này nó không giống nhau tùy từng độ tuổi. Cụ thể đó là cái triệu chứng mà buồn ngủ ban ngày quá mức mà lúc nãy chúng ta đã nhắc đến rất là nhiều với nhau, thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm người già này thì là cái hiện tượng mà buồn ngủ ban ngày quá mức này nó xuất hiện không nhiều, nhất là ở những cái lứa tuổi mà 80, 85 tuổi thì chúng ta sẽ thấy là không có cái hiện tượng mà buồn ngủ ban ngày quá mức rõ rệt như ở lứa tuổi trẻ. Donc, chez les sujets âgés, les symptômes sont différents. On a moins de somnolence. On va avoir plus de symptômes à type de, bien sûr, troubles de la mémoire, troubles de l'attention, mais aussi des symptômes comme les chutes lors des levées la nuit. Donc, les causes de chute lors du lever la nuit chez les sujets âgés peuvent être liées au syndrome d'apnée au cours du sommeil et les perturbations du sommeil qui l'entraînent. Donc, une symptomatologie différente. Và ở cái những ngừng thở khi ngủ mà xuất hiện ở những cái lứa tuổi và cao như vậy, ở những cái người già như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là các cái triệu chứng là nó không giống, và cụ thể đó là các cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày thì nó giảm nhưng mà các cái triệu chứng khác thì có thể tăng lên so với những lứa tuổi trước đó, ví dụ như là các cái suy giảm về trí nhớ, rồi là các cái rối loạn về mặt nhận thức, hay là bệnh nhân phải thức dậy vào ban đêm nhiều hơn. Thì sẽ những cái triệu chứng đó thì sẽ xuất hiện nhiều hơn ở cái tuổi mà tuổi già ấy, trên 60 tuổi. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'épidémiologie du SAOS en fonction du genre, on voit que chez les adultes avant 60 ans, il y a plus de syndrome d'apnée du sommeil chez l'homme que chez la femme, presque deux fois plus en moyenne. Mais après 60 ans et après la Même 50, 55 ans après la ménopause chez la femme en particulier, cette différence s'atténue et la fréquence devient à peu près la même chez l'homme et chez la femme au-delà de 60 ans. Về cái sự liên quan đến giới tính thì người ta thấy rằng là ở trước cái lứa tuổi mà khoảng 60 thì cái nguy cơ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở nam thì cao gấp khoảng 2 hoặc là hơn 2 lần một chút so với cả nữ. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt về cái mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này liên quan đến giới thì nó lại biến mất sau cái tuổi khoảng 60 hoặc là sau cái thời kỳ mà mãn kinh, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ nam với nữ là như nhau. Un autre élément important dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est dans l'épidémiologie et les facteurs favorisant du syndrome d'apnée au cours du sommeil, c'est la morphologie crânio-faciale. Donc, on a parlé beaucoup de l'obésité, qui est un facteur très favorisant. Mais en dehors de l'obésité, le deuxième facteur, c'est la morphologie crânio-faciale. Et c'est ce qui explique la prévalence du syndrome d'apnée au cours du sommeil, qui est aussi importante dans les pays asiatiques, par exemple, que dans les pays européens ou d'Amérique du Nord. Bien qu'il y ait moins d'obèses, il y a beaucoup moins de surpoids dans les pays asiatiques, mais il y a la même fréquence de syndrome d'apnée du sommeil en relation avec la morphologie crânio-faciale et qui favorise l'obstruction des voies aériennes au cours du sommeil. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái béo phì là một trong những cái yếu tố nguy cơ chính của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên có một cái yếu tố khác đó là sự bất thường về sọ mặt, nó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ rất là lớn để có thể gây ra cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và chính cái điều này thì nó giải thích tại sao mà cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó lại ở nó không khác biệt giữa các cái lục địa, đặc biệt là ở những cái nước mà ví dụ như là những cái nước châu Á thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ béo phì của chúng ta là thấp hơn rất nhiều so với cả các nước châu Âu, nhưng mà tại sao mà là cái tỷ lệ mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ lại tương đương? Đó là do cái sự có các cái sự kèm theo các cái bất thường về sọ mặt của bệnh nhân. Donc la morphologie crânio-faciale
donc un facteur important. Et de même, c'est ce qui a été constaté aussi chez les Afro-Américains d'Amérique du Nord, où cette morphologie intervient et en dehors du facteur poids, en dehors du facteur obésité. Vous voyez que cette morphologie crânio-faciale explique que la fréquence, l'incidence du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil est équivalente dans ces populations. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là có cái hiện tượng là những cái người Mỹ mà gốc Phi ạ, thì là sau khi người ta so sánh hai cái đối tượng là người Mỹ gốc Phi và những cái người Mỹ mà da trắng, thì người ta sau khi đã loại trừ những cái yếu tố như là béo phì hay là các chỉ số khối cơ thể, thì người ta thấy rằng là cái bất thường về mặt sọ mặt, về hình thái sọ mặt thì nó sẽ làm tăng các cái nguy cơ tương đối của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hơn. On va retrouver le syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé à d'autres pathologies. En particulier, on l'a déjà dit, les pathologies cardiovasculaires. On a dit que dans 30 à 35% des cas d'hypertension artérielle, on avait un syndrome d'apnée au cours du sommeil. Et si on regarde les hypertensions artérielles résistantes, c'est-à-dire celles qui nécessitent au moins 3 médicaments, là, l'incidence du syndrome d'apnée obstructive associée est de 80%. Donc, il y a une forte association entre l'hypertension artérielle et le SAOS. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái mối quan hệ giữa cái bệnh cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và các cái biến cố tim mạch. Thì như trước chúng ta đã nói lúc nãy, đó là cái tỷ lệ mà xuất hiện là cái tỷ lệ mà những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ rơi vào khoảng 35%. Bên cạnh đó là ở những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị. Tăng huyết áp kháng trị ở đây được định nghĩa là bệnh nhân dùng ít nhất là 3 cái thuốc để điều trị huyết áp, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ rất là cao, lên tới 80%, cho thấy cái mối liên quan rất là mật thiết giữa cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ và các cái biến cố tim mạch. Si on regarde les patients atteints de diabète de type 2, qui sont la plupart en surpoids, eh bien, on ne sera pas surpris d'avoir une incidence importante aussi, 35% de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Ở đây thì có bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta thấy là cái bệnh lý tiểu đường này thì cũng hay gặp ở những cái người mà thừa cân, và do vậy mà ở những cái người mà tiểu đường như thế này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó rơi vào khoảng 35%. Enfin, l'obésité, on en a déjà parlé largement, donc je n'insiste pas. L'association du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil est très fréquente, en particulier dans les obésités massive ou morbide, avec des index de masse corporelle supérieurs à 40 kg par mètre carré. Ở đây thì chúng ta đã vừa nói với nhau, đó là cái béo phì, đó là cái yếu tố nguy cơ chính mà gây nên cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, và đặc biệt là ở những cái người mà béo phì bệnh lý hay là béo phì với cả cái mức độ rất là nặng, béo phì nhiều ấy, thì cái tỷ lệ mà có thể xuất hiện cho cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì rất là cao. Pour se résumer et puis approcher de la conclusion de ce cours, si on se résume en parlant des critères de gravité de cette maladie, les critères de gravité reposent, on l'a dit, sur l'index d'apnée hypopnée, index d'apnée hypopnée supérieur à 30 par heure, sur les répercussions, en particulier la somnolence diurne excessive. Mais il repose aussi, on vient de le voir, sur les facteurs de risque associés, les comorbidités, en particulier cardiovasculaires, hypertension artérielle. Et puis, on a vu aussi des fortes variations et des modifications en fonction de l'âge. Donc, il n'y a pas que les critères cliniques et d'enregistrement, il y a aussi les comorbidités associées, et notamment cardiovasculaires, dont il faut tenir compte. Và để kết luận lại cái bài trình bày hôm nay, thì tôi sẽ
nói về một số các cái tiêu chuẩn về cái mức độ nặng. Thì thứ nhất đó là để đánh giá cái mức độ nặng của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này là thông qua cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá các cái triệu chứng, đặc biệt là cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày quá mức của bệnh nhân. Bên cạnh những cái thông số chính này thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến những cái yếu tố khác, ví dụ như là các cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, các cái bệnh lý đi kèm, các cái biến chứng, ví dụ như là các cái bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét đến cái tuổi của bệnh nhân nữa, bởi vì là chúng ta thấy rằng là các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì nó thay đổi theo tuổi, và khi đó thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán đến cái tuổi của bệnh nhân để chúng ta có những cái định hướng chính xác khi mà chúng ta đánh giá về cái bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ. Alors les risques associés, je vous les rappelle, je vais essayer de les synthétiser ici. Je vous rappelle le risque d'accident de la circulation, donc multiplié par un facteur au moins 3 lié à la somnolence diurne excessive. Les risques cardiovasculaires, coronaropathie, troubles du rythme cardiaque, donc décès, risque de décès, notamment par trouble du rythme chez les insuffisants cardiaques chroniques, mais aussi par ailleurs et en dehors de ces risques cardiovasculaires, les répercussions sur l'état psychique avec le risque de dépression. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì sẽ dẫn đến rất là nhiều các cái nguy cơ. Đầu tiên đó là cái nguy cơ về tai nạn giao thông do cái triệu chứng là buồn ngủ quá ban ngày quá mức của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì các cái nguy cơ cũng tăng lên đáng kể với các cái biến cố tim mạch, các cái bệnh lý mạch vành, các cái rối loạn nhịp tim, và thậm chí đó là các cái tử vong, cái tỷ lệ tử vong ở những cái người mà có cái suy tim mạn tính. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà có những cái rối loạn về nhận thức, và đặc biệt đó là cái tỷ lệ trầm cảm của bệnh nhân thì cũng sẽ tăng lên rất nhiều ở cái nhóm mà có mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Donc j'insiste une dernière fois pour conclure sur la répercussion sur les fonctions neurocognitives en relation avec les apnées, l'hypoxie intermittente. En relation avec non seulement le nombre d'apnées, mais la longueur des apnées qui va déterminer la profondeur de la désaturation. Et plus les apnées sont longues, plus les désaturations sont profondes, plus les conséquences cérébrales peuvent être importantes et qui vont se traduire par une détérioration des fonctions neurocognitives. Ở đây thì chúng ta thấy cái tác động của hội chứng ngừng thở khi ngủ lên cái chức năng mà nhận thức thần kinh của bệnh nhân, là nó liên quan đến, không những là nó liên quan đến cái chỉ số ngưng thở giảm thở của bệnh nhân, mà nó còn liên quan đến là cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân giảm sâu đến mức nào, và cái thời gian mà giảm độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân ra sao. Thì qua những cái chỉ số đó thì chúng ta thấy rằng là nó có mối liên quan đến cái chức năng mà nhận thức của bệnh nhân, nó liên quan đến cái hiệu quả làm việc của bệnh nhân, cũng giống như là các cái chức năng của bộ não. Et bien enfin, une dernière fois aussi insister sur le risque de dépression. Vous voyez que cette étude, par exemple, avait démontré une augmentation du risque de dépression pour des syndromes d'apnée même relativement modérés avec des index d'apnée supérieurs à 15 par heure. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bị trầm cảm ở những cái bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ thì nó có cái mối liên quan nhân quả với nhau. Cụ thể đó là chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có cái chỉ số ngưng giảm thở AHI mà người ta lấy cái mốc là trên 15 thì có cái nguy cơ mà tăng cái trầm cảm lên trên 2 lần. C'est pour ça qu'en commençant, je vous disais que cette maladie de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil était un véritable sujet problème de santé publique, puisqu'elle va augmenter les dépenses de soins. Vous voyez que certaines études ont montré une augmentation des dépenses multipliées par 2 chez les patients atteints de syndrome d'apnée, dépenses liées aux dépenses médicales, aux dépenses en hospitalisation,
en médicaments, en arrêt de travail, etc. Donc, c'est une maladie qui a de très fortes répercussions sociales et économiques. Đây là lý do tại sao tôi lại nói rằng đây là cái bệnh lý mà nó liên quan đến vấn đề là sức khỏe cộng đồng là như vậy. Bởi vì những cái ảnh hưởng của cái bệnh lý này thì nó dẫn đến những cái hậu quả về mặt kinh tế xã hội, đó là nó phải sử dụng các cái nguồn lực để chăm sóc cái bệnh lý này gấp 2 lần so với cả những cái người mà cùng tuổi cùng giới. Nó liên quan đến những cái chi phí nhập viện, chi phí về thuốc men hay là chi phí y tế, và thậm chí là nó liên quan đến cái việc là bệnh nhân sẽ phải nghỉ làm để nhập viện. Et puis pour finir, il y a d'autres, encore d'autres pathologies plus rares qui peuvent être associées au syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, et notamment les pathologies ophtalmologiques, auxquelles on ne pense pas toujours, mais on voit chez nous de plus en plus de patients qui nous sont adressés par les collègues ophtalmologues en cas de diagnostic de glaucome, car on sait de façon très claire actuellement que l'hypoxie intermittente peut être nocturne, donc l'hypoxie liée aux apnées peut être un facteur favorisant de l'hypertension oculaire et donc être un facteur pouvant générer des glaucomes ou d'autres pathologies ophtalmiques plus rares, mais essentiellement retenez le risque de glaucome aussi dans cette maladie. Ở đây thì trước đây thì chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì nó có vẻ như không liên quan gì lắm đến những cái bệnh lý về nhãn khoa, nhưng mà chúng ta mới đây thì người ta thấy rằng là những cái bệnh lý về mặt nhãn khoa này thì có cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Cụ thể là chúng ta thấy là do cái hiện tượng là giảm độ bão hòa oxy máu không đều trong cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân, mà nó có thể dẫn đến cái hiện tượng là tăng giãn áp của bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể gặp những cái hội chứng khác ở trong cái nhãn khoa và nó xuất hiện với cả cái tần suất là thấp hơn, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng mà tăng nhãn áp mà nó có liên quan đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta thấy rằng là nó gặp với cả tỷ lệ cũng khá là cao. Voilà, bien nous sommes arrivés au terme de à la fin de ce cours, donc je vous remercie pour votre assistance, votre attention, et puis ben, à disposition pour les éventuelles questions. Trên đây là cái bài trình bày của tôi, thì tôi rất là cảm ơn các sự chú ý lắng nghe của các bạn, và bây giờ thì tôi đã sẵn sàng nghe các câu hỏi từ các bạn. Merci beaucoup Francis, cảm ơn bác sĩ Thủy đã giúp bác sĩ Francis Martin chuyển dịch qua bài giảng qua tiếng Việt. Chắc thầy xin đề nghị với bác sĩ Thủy rằng là thầy sẽ đọc những câu hỏi tiếng Pháp, rồi sau đó bác sĩ Francis Martin sẽ trả lời bằng tiếng Pháp và nhờ bác sĩ Thủy chuyển ngữ sang tiếng Việt hậu thầy. Dạ, vâng ạ. Donc Francis, il y a plusieurs questions. La première concernant les scores. Donc il y a une toute première question concernant le stop bang. Pour découvrir, est-ce qu'on peut utiliser le score de StopBang pour découvrir le SAOS? Oui, je ne vais pas parler du StopBang, effectivement, c'est un questionnaire très simple qui est utilisé par les anesthésistes notamment pour les bilans préopératoires. Donc, c'est un dépistage clinique par un questionnaire très simple d'apnée du sommeil en période préopératoire en prévision d'une anesthésie, d'une intervention chirurgicale. Oui. C'est dans ce cadre-là que le StopBang a été validé. C'est dépistage avant une anesthésie, avant une intervention chirurgicale. Il y a une longue... Pardon. Merci, toi, c'est quoi? Ở đây thì có một cái câu hỏi, đó là của... Các bạn có hỏi rằng là thì chúng ta có thể sử dụng cái bảng điểm StopBang để mà có thể phát hiện cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không? Thì ở đây thì cái bảng điểm StopBang thì thầy có nói rằng là thường là chúng ta sẽ sử dụng ở trong phẫu thuật và những cái nhà gây mê ấy, họ sẽ sử dụng cái bảng điểm StopBang này để đánh giá những bệnh nhân mà trước phẫu thuật, và do vậy thì thông thường thì cái bảng điểm StopBang này sẽ được các cái nhà gây mê họ sử dụng để có thể đánh giá bệnh nhân có thể cái mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này hay không trước khi mà họ quyết định là gây mê hay phẫu thuật cho bệnh nhân.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Thủy. Thầy tiến đây cũng nói cho bác sĩ Văn Thị Minh Anh là cứ an tâm, thầy thấy câu hỏi của bác sĩ Minh Anh rồi, nhưng mà nó khá dài và lúc đó thì bác sĩ Francis Martin cũng sẽ trả lời một câu hỏi khá dài. Thành sẽ dành cho cái câu hỏi đó vào cái phần chót. Les questions suivantes concernent le score des bourses. Donc, il y a deux questions. La première concernant est-ce qu'on peut utiliser le score des bourses? Est-ce que c'est juste pour les sujets âgés? Et est-ce qu'on peut le modifier pour l'adapter aux Vietnamiens? Donc, deux questions sur le score des points. Alors, le PoIRF est utilisable à tout âge, mais est beaucoup moins intéressant chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés, l'épreuve déjà, c'est plus difficile à remplir en fonction de l'âge des sujets. Et d'autre part, j'ai dit, la somnolence est un critère beaucoup moins fréquent chez les sujets âgés. Plus l'âge avance, moins la somnolence du syndrome d'apnée est importante. Donc, les poires est moins discriminante chez les sujets âgés, d'une part. D'autre, il est plus Tu intéressant. laisses le docteur Thuy de traduire. Ouais, OK. Và câu hỏi tiếp theo của các bạn ở đây đó là vậy thì cái bảng điểm mà Epworth này thì nó có đúng đối với cả những cái người bệnh mà lớn tuổi hay không, và cái chúng ta sẽ thay đổi cái bảng điểm Epworth này trong điều kiện của Việt Nam như thế nào? Thì câu trả lời đó là chúng ta có thể sử dụng cái bảng điểm Epworth này ở tất cả các cái đối tượng mà bệnh nhân. Tuy nhiên là như bài giảng lúc nãy thì chúng ta cũng thấy rằng là ở cái đối tượng mà người già thì có cái hiện tượng đó là các cái triệu chứng mà buồn ngủ ban ngày quá mức của ở bệnh nhân mà lớn tuổi thì nó sẽ ít hơn so với cả những cái lứa tuổi khác. Et l'autre question concernant l'adaptation aux Vietnamiens. Oui, Une alors question de... nous avons, j'ai dit, nous avons il y a plus de 10 ans déjà adapté l'échelle des poires avec des questions adaptées au Vietnam, c'est-à-dire en particulier en matière de la conduite. Mais les choses sont en train d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus de voitures au Vietnam. Donc à l'époque, on avait remplacé la conduite automobile par la conduite de la moto et le fait d'être passager d'une voiture, on l'avait remplacé par le fait d'être passager d'une moto. Bon. Mais on avait validé cette échelle des poires. Si mes souvenirs sont bons, je ne vous ai pas mis la référence, mais je vous la mettrai lors du prochain cours, je note. Cette échelle adaptée au Vietnam a été validée par une étude qui a été publiée par Madame Nguyen, qui travaillait à l'époque à l'hôpital Chorail à Ho Chi Minh Ville. Donc, il y a une épreuve des poires vietnamiennes validée. Lors du prochain cours, je vous donnerai la référence. Ở đây thì về cái câu hỏi là chúng ta có thể thay đổi biến đổi một chút về cái bảng điểm Epworth để cho phù hợp với Việt Nam hay không, thì ở trong cái bảng điểm Epworth thì chúng ta thấy rằng là có cái câu hỏi mà bệnh nhân sẽ ngủ một vài giây khi mà dừng đèn đỏ. Thì ở đây có sự khác biệt đó là ở châu Âu thì người ta đi ô tô rất là nhiều, cho nên là khi mà dừng đèn đỏ thì người ta rất là dễ và ngủ gật. Nhưng ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà đi ô tô của chúng ta thì cũng ít thôi, mà chủ yếu là đi xe máy, cho nên là giờ ngủ gật khi mà dừng đèn đỏ thì cái câu hỏi này có vẻ như là không được phù hợp lắm. Thế thì ở trong cái bài giảng sau thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cái bảng điểm khác và chúng tôi đã nghiên cứu với cả các cái đồng nghiệp ở Việt Nam là ở bệnh viện Chợ Giấy để nó phù hợp với có một cái bảng điểm để phù hợp với cả cái điều kiện của Việt Nam trong cái việc mà đánh giá cái buồn ngủ ở bệnh viện Việt Nam để có thể dự đoán được cái hội chứng buồn rầu khi ngủ. Cảm ơn bác sĩ Thủy. Sau đây là sẽ có ba câu hỏi ngắn của bác sĩ Lê Văn Hiệp, Trần Quang Bằng và Nguyễn Anh Tuấn. Donc, trois questions très brèves. Câu hỏi ngắn thứ đầu của bác sĩ Hiệp là cơ chế gây tăng áp huyết ở OSA và có thể phân biệt với tăng huyết áp ở nguyên phát hay không? Donc, la première question, c'est quels sont les mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle vue dans le syndrome obstructif d'apnée du sommeil? Et est-ce que c'est différent de l'hypertension artérielle idiopathique. La physiopathologie, enfin l'HTA du SAS est liée à l'hypoxie intermittente nocturne, donc qui va être responsable donc d'une activation adrénergique
et même de mécanismes inflammatoires, d'une cascade inflammatoire qui peut aboutir à des lésions des parois artérielles, donc, et favoriser par là l'hypertension artérielle. Donc c'est directement lié à l'hypoxie intermittente nocturne. Et donc là, c'est clair que le mécanisme est clairement connu et démontré. C'est l'hypoxie intermittente liée aux apnées qui est responsable des conséquences cardiovasculaires en général et de l'hypertension en particulier. Dạ. Ở đây thì cái câu hỏi đó là cái cơ chế gây tăng huyết áp ở cái bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong cái ngừng thở khi ngủ thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng đó là giảm độ bão hòa oxy máu. Khi mà giảm bão hòa oxy máu như vậy thì nó sẽ gây nên các cái hiện tượng là các stress oxy hóa, nó liên quan đến cái thành mạch của các cái bệnh nhân mà bị ngừng thở khi ngủ, nó liên quan đến các cái yếu tố gây viêm, và do vậy mà nó đến là cái sự giảm oxy máu ban đêm của bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ là cái cơ chế chính để gây nên cái hiện tượng mà tăng huyết áp của bệnh nhân ngừng thở. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thùy. Câu hỏi thứ nhì của bác sĩ Trần Quang Bằng về cái điểm cut-off của chỉ số vòng cổ. Donc, la deuxième question très pratique et réponse très courte, c'est quel est le point de cut-off concernant le périmètre du cou et à partir de quand on peut dire qu'il y a un risque élevé? Alors, il faut que je retrouve le périmètre cervical normal, enfin du moins chez les Caucasiens, on va dire européens ou d'Amérique du Nord, la limite c'est 35 environ, hein, 35 cm. Donc les 30, à partir de entre 35 et 40, il y a une augmentation modérée, et c'est franchement pathologique au-dessus de 40 cm. Ở đây thì cái câu hỏi đó là cái chúng ta lấy cái điểm cut off của cái vòng cổ là bao nhiêu để xác định đó là cái yếu tố nguy cơ của ngừng thở tắc nghẽn. Thì cái câu hỏi này thì nó liên quan đến cái về cái đặc điểm bệnh nhân, tức là bệnh nhân là ở châu Âu hay là cái đặc điểm về về dân tộc của bệnh nhân nhá. Thì ở châu Âu hay là cái nước ở Bắc Mỹ thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số mà chu vi vòng cổ là dưới 35 cm. Thế thì khi mà cái chỉ số vòng vòng cổ mà nó trên 35 cm thì chúng ta đã thấy là bắt đầu có cái nguy cơ và có thể xuất hiện hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và nếu như mà cái chu vi vòng cổ là trên 45 cm thì chúng ta sẽ thấy là cái nguy cơ cao và có thể xuất hiện cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Cảm ơn bác sĩ Thuy. Les deux questions suivantes sont des questions qui sont relatives au syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Je propose qu'on les regroupe. Donc, hai câu hỏi sau của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn và bác sĩ Hoàng Thị Tâm liên quan đến ngừng thở khi ngủ nơi trẻ em. Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ Tuấn là ngừng thở khi ngủ có hay gặp ở trẻ em không? Cách chẩn đoán và xử trí ngừng thở khi ngủ có khác hơn người lớn không? Câu hỏi của bác sĩ Tâm là trẻ béo phì hay buồn ngủ và thiếu tập trung. Vậy chẩn đoán ngừng thở khi ngủ cho trẻ có tương tự người lớn hay không? Donc les deux questions sont est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil est fréquent chez l'enfant? Et est-ce que ensuite chez des enfants qui sont soit obèses, soit qui ont une somnolence diurne, vaut-il mieux qu'est-ce que cela vaut la peine de faire un diagnostic? Et enfin, la troisième et dernière question est que est-ce que le traitement chez l'enfant diffère de celui que l'on trouve chez l'adulte? Alors, bon, je ne suis pas du tout pédiatre et pas du tout un spécialiste des apnées du sommeil chez l'enfant. Hein, j'en ai qu'une connaissance théorique. La fréquence, elle est beaucoup moins importante que chez l'adulte. Hein, c'est moins de 5%, peut-être même moins de 3%. Bon. Les signes cliniques sont différents de chez l'adulte. Il y a un signe d'orientation, c'est le ronflement. Un enfant qui ronfle, c'est pas normal, c'est pathologique. Moins qu'il soit enrhumé, mais un enfant qui ronfle toutes les nuits, c'est pathologique. Et puis, chez l'enfant, le syndrome d'apnée peut se traduire essentiellement par des signes cliniques, soit à type de difficulté
scolaire, difficulté d'apprentissage, soit a-t-il d'agitation, de syndrome d'hyperagitation, par exemple. Est-ce peut-être traduire avant? Ở đây thì cái dùng thở ở trẻ em thì chúng ta thấy là cái gặp với cả tỷ lệ là sẽ thấp hơn ở người lớn, khoảng là dưới 5% và có thể là dưới 3%. Thế thì các cái triệu chứng ngừng thở ở trẻ em thì nó hoàn toàn là khác biệt và có những cái khác biệt với cả người lớn. Cụ thể là ở đây là chúng ta thấy là với những cái trẻ mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ thì có thể xuất hiện các cái triệu chứng ngáy. Ngáy mà xuất hiện ở trẻ em thì là bệnh lý mà chúng ta sẽ phải đi tìm. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là có những cái trẻ mà xuất hiện có cái sự thiếu tập trung hay là học hành kém hơn, hoặc là thậm chí là có những cái trẻ mà cũng có thể là không có biểu hiện triệu chứng. Cảm ơn bác sĩ Thủy. Câu hỏi sau của bác sĩ Trần Quang Bằng thì có lẽ là sẽ trả lời vào chuyến dịp khác, tại vì sẽ có một bài giảng đặc biệt về cái đó. Tôi cũng xin đọc sơ qua, đó là cái sự khác biệt giữa kết quả phân tích đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ. Donc, il y a une question sur l'apport de la polysomnographie par rapport à la polygraphie, mais je propose qu'on réserve la réponse à cette question à un autre cours, puisqu'il y aura un cours spécifique dédié à cela. Thành ra bác sĩ Francis Martin sẽ có một cái lớp đặc biệt, bài giảng đặc biệt về cái đó. Xin đề nghị với bác sĩ bằng là đợi đến lúc đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu hỏi này. Câu hỏi tiếp đó là câu hỏi của bác sĩ Quang về ngưng thở khi ngủ ngoại biên, để lâu ngày có bị chuyển sang ngưng thở trung ương hay không? Donc une question relativement brève aussi, c'est que concernant les syndromes d'apnée du sommeil périphérique, peuvent-ils un jour se transformer en syndrome d'apnée centrale? La réponse est simple. Alors, j'ai pas répondu à la question sur le traitement chez l'enfant. Pardon. Oui, j'ai peut-être parlé de ça d'abord. Donc, chez l'enfant, les causes principales, les plus fréquentes, sont des causes anatomiques. C'est une obstruction des voies aériennes supérieures, soit à cause d'hypertrophie des végétations adénoïdes, soit hypertrophie des amygdales, ou les deux associés, soit aussi à des problèmes de morphologie, d'anomalie de la morphologie dentaire et maxillaire. Donc, chez l'enfant, il faut d'abord faire un bilan ORL et dentaire préalable et traiter les éventuelles causes d'obstruction, végétation adénoïde, hypertrophie amygdalienne et ou problèmes dentaires, dentaux-maxillaires, on va dire, à traiter par les moyens d'orthodontie. Donc, ça, c'est la priorité chez les enfants. Ở đây thì trước khi vào cái câu hỏi tiếp theo thì lúc nãy thì còn có một cái phần của cái câu hỏi trước, đó là cái việc mà điều trị ngừng thở khi ngủ ở trẻ em. Thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân và thường gặp nhất ở cái ngừng thở khi ngủ ở trẻ em là chúng ta sẽ thấy là có cái sự là tắc nghẽn ở cái đường hô hấp trên. Cụ thể là ở trẻ em thì là có cái hiện tượng là quá phát thì đại amidan thì thường gặp rất là nhiều, hoặc là có cái sự bất thường về mặt hàm mặt, bất thường ở cái răng hàm mặt của trẻ. Do vậy mà một trong những cái điều trị quan trọng nhất ở trẻ em đó là chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân là có thể gây ra cái ngừng thở khi ngủ này thông qua cái việc giải quyết các cái tắc nghẽn hoặc là amidan hoặc là có các cái bất thường về hàm mặt của trẻ trước ạ. Thì đấy là cái câu hỏi về điều trị cái ngừng thở khi ngủ của trẻ em. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Donc maintenant tu réponds à la question concernant syndrome d'apnée centrale et périphérique. Oui. Alors, les syndromes d'apnée, on peut voir apparaître des syndromes d'apnée centrale chez des patients qui ont des syndromes d'apnée obstructive, en particulier lorsqu'ils présentent des problèmes cardiovasculaire avec soit une insuffisance cardiaque, par exemple suite à un infarctus du myocarde, une insuffisance coronarienne qui va entraîner une insuffisance cardiaque, soit des troubles du rythme cardiaque. Donc, il faut être très vigilant, en effet, chez des patients qui ont un syndrome d'apnée obstructive, même traité par PPC, mais s'ils présentent un accident cardiaque, en particulier une cardiopathie ischémique ou des troubles du rythme, ils peuvent installer un syndrome d'apnée centrale.
qui va nécessiter une prise en charge différente à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'on peut voir apparaître des syndromes d'apnée centraux chez des patients atteints de syndrome d'apnée obstructive. Et la cause essentielle, c'est l'insuffisance cardiaque. Ça peut être aussi des médicaments, mais certains médicaments peuvent être responsables d'apnée centrale. Notamment, alors c'est encore chez les insuffisants cardiaques, notamment des médicaments anti-agrégants plaquettaires ou des médicaments comme le baclofène, hein, qui peuvent être responsables d'apnée centrale. Donc, insuffisance cardiaque, surtout, et médicaments. Hein. Ở đây thì cái câu hỏi đó là về cái ngừng thở tắc nghẽn thì có bị chuyển sang ngừng thở trung ương hay không? Thế thì câu trả lời đó là chúng ta thấy rằng là cái ngừng thở tắc nghẽn có thể chuyển sang cái ngừng thở trung ương và cũng có thể là gặp cái ngừng thở trung ương trong những cái bệnh lý đặc biệt đó là các cái bệnh lý tim mạch, ví dụ như là nhồi máu cơ tim hay là các cái bệnh lý về mạch vành. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cũng có một số những cái trường hợp là bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì bệnh nhân được điều trị bằng thở máy áp lực dương, thì sau đó thì có thể là bệnh nhân có thể xuất hiện là các cái trong cái quá trình điều trị thì có thể là bệnh nhân có thể phối hợp thêm với các cái bệnh lý các hoặc là các cái biến chứng về tim mạch thì bệnh nhân cũng có thể xuất hiện các cái cơn ngừng thở trung ương. Ngoài ra thì ngoài cái nguyên nhân mà suy tim hay là các cái bệnh lý mạch vành thì chúng ta thấy rằng các cái ngừng thở trung ương có thể xuất hiện khi mà chúng ta sẽ sử dụng một số các cái loại thuốc. Cảm ơn bác sĩ Thủy. Chúng ta còn còn ba câu hỏi trước khi tôi quay trở lại cái câu hỏi của bác sĩ Minh Anh. Thì tôi đề nghị sẽ đặt câu hỏi của bác sĩ Vũ Thị Ninh và bác sĩ Trần Quang Bằng trước. Có lẽ câu hỏi của bác sĩ Trần Quang Bằng là liên quan giữa ngáy và hội chứng ngừng thở khi ngủ. Donc, une question très simple concernant les relations entre le ronflement et le syndrome d'apnée du sommeil. En d'autres termes, est-ce qu'une personne qui ronfle beaucoup, eh bien, nécessite une polygraphie? Alors, le ronflement, c'est un signe constant dans les syndromes d'apnée du sommeil, mais tous les ronfleurs ne font pas d'apnée au cours du sommeil. Hein. Le ronflement peut être un ronflement simple, sans apnée, sans hypopnée. Tu laisses Donc, traduire. oui. Okay. Cái câu hỏi của bạn Bằng ở đây đó là về cái mối liên quan giữa ngáy và hội chứng ngừng thở khi ngủ và liệu là tất cả các bệnh nhân ngáy thì có cần đo 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 khí hay không? Thì câu trả lời là chúng ta thấy là ngáy là một cái triệu chứng chính mà chúng ta thường thấy ở trong cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên không phải là tất cả những bệnh nhân ngáy thì đều có một hội chứng ngừng thở khi ngủ. Có những bệnh nhân người ta chỉ ngáy đơn thuần thôi và khi chúng ta đo thì chúng ta hoàn toàn không tìm thấy các cái cơn ngừng thở hay là cái cơn giảm thở. Do vậy bắt buộc phải cần có đo đo khí để chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. Le ronflement est très très fréquent, c'est un symptôme, si on peut dire, très fréquent. On dit que plus de 50% de la population adulte, surtout masculine, ronfle à partir de l'âge de 40 ans. Donc, le ronflement n'est pas une maladie en soi, il devient une maladie que s'il est associé à une obstruction des voies aériennes supérieures. Et donc, en pratique, on va explorer les patients s'ils présentent un ronflement et un autre signe associé, soit des pauses respiratoires remarquées par l'entourage pendant le sommeil, soit de la somnolence ou de la fatigue anormale pendant la journée, soit, par exemple, une hypertension artérielle associée. Donc, on n'explore pas, on va pas déclencher d'exploration chez les ronfleurs simples. C'est ronflement plus un autre signe, au moins soit pause respiratoire, soit somnolence diurne, hypertension artérielle, etc. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là
Cái ngáy này, cái triệu chứng ngáy thì nó rất là thường gặp và nó gặp ở khoảng trên 50% những cái bệnh nhân mà bắt đầu từ cái tuổi 40. Thế thì chúng ta thấy là cái triệu chứng ngáy này thì là nó là do tắc nghẽn của cái đường hô hấp trên. Nhưng mà tuy nhiên như chúng ta đã nói lúc nãy, không phải tất cả bệnh nhân ngáy thì đều có ngừng thở. Và khi bệnh nhân có ngáy thì chúng ta phải đi tìm các cái dấu hiệu khác. Ví dụ như là có những cái cơn ngừng thở mà được chứng kiến bởi những cái người ngủ cùng bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có các cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày quá mức, hoặc là bệnh nhân có các cái dấu hiệu của tăng huyết áp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải là đi tìm thêm các cái dấu hiệu khác để chúng ta củng cố vào các cái triệu chứng để định hướng đến là bệnh nhân này có hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không. Cảm ơn, merci Thuy. La question suivante est une question écrite en français, donc je te la lis rapidement et puis ensuite le docteur Thuy va nous la traduire concernant le score des bourses. Donc elle vient du docteur Boutining qui dit que en fait au Vietnam il y a beaucoup de personnes qui prennent une sieste, ils dorment, oui, tu vois. Et donc dans le score des bourses on dit que l'échelle des bourses, prendre une sieste est une des situations d'évaluation. Maintenant au Vietnam qu'est-ce qu'on fait? Oui, la sieste, je crois qu'on l'a supprimée de la version vietnamienne, si mes souvenirs sont bons. Bon, ça étant, la sieste est. Enfin, ce qui est considéré comme pathologique, c'est une sieste, on va dire, très prolongée, au-delà de 15-20 minutes. C'est ça qui va être considéré comme, sinon pathologique, du moins un symptôme plus fréquent. Mais je crois qu'on justement l'a supprimé, je vérifie. Je vous donnerai la prochaine fois, mais je crois qu'on l'a supprimé cet item de Oui, la on l'a version supprimé. vietnamienne, justement. Aussi, oui. D'accord. Cái câu hỏi của bạn Minh ở đây đó là chúng ta thấy rằng là ở người Việt Nam chúng ta thì rất là hay sử dụng cái giấc ngủ trưa. Như vậy thì cái việc mà đánh giá về cái điểm Epworth ở trong cái ở cái đối tượng người Việt Nam này thì như thế nào? Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giấc ngủ trưa thì thông thường là nó sẽ rơi vào khoảng là 20 phút thôi. Thế còn nếu như mà bệnh nhân nào mà chúng ta thấy rằng là phải cần nhiều hơn cái thời gian đó thì ngủ trưa thì chúng ta có thể có nghi ngờ là có thể là có cái buồn ngủ. Và thì ở trong cái lần sau thì tôi cũng sẽ nói thêm về các cái bảng điểm mà có thể phù hợp với cả Việt Nam hơn trong cái Cảm ơn. những cái bài trình bày phía sau. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Thủy. Câu hỏi của bác sĩ Trần Thanh, tôi xin đề nghị là sẽ để hỏi bác sĩ Francis Martin sau cùng. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trường hợp lâm sàng của bác sĩ Minh An. Donc, Francis, il y a une question de Minh An, de Huế, qui te la pose directement en français. Il s'agit d'un cas clinique d'un patient hospitalisé pour un ronflement et il pense avoir des épisodes d'apnée du sommeil. En outre, il a la voix voilée. Ses cordes vocales ne peuvent pas être totalement fermées et si on lui fait une courbe des bivolumes, eh bien, il y a un aplatissement de la courbe inspiratoire avec le signe de Sawtooth de la courbe expiratoire. Donc, elle a fait un scanner pour chercher une obstruction extrathoracique, mais il n'y a pas d'obstruction extrathoracique sur le scanner. Le patient est très gêné. Il a une voix qui graille, donc qui grince. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le SAOS et le problème des cordes vocales? Première question. Deuxième question, si on traite le SAOS, est-ce qu'on traite en même temps les cordes vocales? Et elle te remercie beaucoup. Trước đó chắc nhờ bác sĩ Thủy dịch nhanh qua tiếng Việt Nam về cái trường hợp lâm sàng này. Vâng ạ. Thì ở đây thì bác sĩ Minh An ở Huế thì có khoảng một câu hỏi đó là bác sĩ Minh An thì có một cái bệnh nhân được nhập viện bởi vì là ngáy và có những cái cơn mà ngừng thở khi ngủ. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này thì có cái bất thường về mặt dây thanh, có nghĩa là dây thanh của bệnh nhân không được đóng hoàn toàn và có thấy là có cái hiện tượng là có cái bình nguyên ở cái đường mà hít vào của bệnh nhân và có cái dấu hiệu là răng cưa ở trong cái đường mà thở ra của bệnh nhân. Và bác sĩ Minh An thì cũng đã tiến hành là một cái chụp scanner để mà có thể phát hiện được những cái tắc nghẽn ở ngoài lồng ngực nhưng mà cũng không phát hiện thấy các cái tắc nghẽn này. Và cái câu hỏi ở đây đó là liệu rằng là cái bệnh nhân này thì có liên quan đến cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thực sự hay không, và cái vấn đề ở dây thanh ở đây là gì, và nếu như mà chúng ta điều trị tốt cái bệnh lý ngừng thở khi ngủ này thì cái vấn đề của cái dây thanh có được cải thiện hay không.
Francis, cordes Alors, vocales et apnée du sommeil. oui, il peut y avoir des apnées obstructives réelles liées à des problèmes d'obstruction laryngée, donc au niveau des cordes vocales. C'est ce qu'on voit par exemple dans des pathologies neurologiques rares, comme l'atrophie, ce qu'on appelle l'atrophie multisystématisée, donc qui peut avoir un retentissement au niveau du larynx, provoquer une adduction des cordes vocales, donc une fermeture des cordes vocales pendant le sommeil en particulier, mais aussi pendant le jour, entraîner un bruit respiratoire qu'on appelle le stridor, qui est différent du ronflement, hein, c'est un bruit respiratoire, inspiratoire et expiratoire, et on traite ces patients-là par la pression positive de la même façon. Enfin, par une pression positive constante, peu élevée souvent, mais de la même façon que les syndromes d'apnée obstructive classiques. Donc, oui, on peut avoir des véritables apnées obstructives liées à des problèmes d'adduction des cordes vocales, et c'est ce qu'on rencontre dans certaines pathologies neurologiques, comme l'atrophie multisystématisée. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà có cái bất thường về cái dây thanh và có kèm theo các cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, vậy thì chúng ta thấy rằng là về mặt cái mối liên quan thì chúng ta thấy là nếu như mà những cái bất thường về các cái dây thanh này thì chúng ta sẽ thấy là khi mà bệnh nhân ở cái thì thở ra thì bệnh nhân cũng có thể có các cái tiếng rít mà khi mà ở cái thì thở ra của bệnh nhân. Vậy thì cái việc mà điều trị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ của bệnh nhân bằng các cái máy mà áp lực dương như thế này thì nó cũng có thể là cải thiện được những cái triệu chứng này. Tuy nhiên là có cái phần phần sau thì em lại chưa hiểu rõ ý của bác sĩ Mắc Thanh lắm. Về cái phần sau thì không biết là thầy thầy Tuấn có thể giúp em một cái đoạn sau được không ạ? Juste pour reprendre, Francis, lorsque tu as dit que en utilisant la PPC, tu arrives effectivement à régler le problème des stridors, c'est bien ça? Et Oui, donc, tout à fait. Le traitement du stridor dans ces cas-là, c'est la pression positive. Souvent, il faut des pressions d'ailleurs peu élevées. Et généralement, ça marche bien. thì có với vẻ những cái thôi. máy thở. Vâng, Vâng ạ. thì mình dùng áp lực dương bình thường và với cái áp lực dương nó cũng không cần cao lắm, thì cùng một lúc mình có thể mình xử lý được cái dây thanh và cái ngừng thở khi ngủ. Ngừng thở của bệnh nhân ạ. Vâng. Nếu bác sĩ Minh Anh có phần thắc mắc nào khác thì cứ cứ viết vào chat. Trong khi chờ đợi đó thì là còn câu hỏi cuối cùng của bác sĩ Thanh. Bác sĩ Thanh hỏi rằng là nếu đối với các bệnh viện tuyến dưới không có các máy móc thì làm thế nào dựa trên lâm sàng để mà có thể phân biệt được giữa cái ngừng thở khi ngủ và các bệnh lý về tim mạch khác. Donc c'est une question très pratique concernant les hôpitaux périphériques qui ne disposent pas de polygraphe pour faire le diagnostic d'apnée du sommeil. Et donc la question est quels sont les critères cliniques pour permettre de différencier le syndrome d'apnée du sommeil des autres maladies de type cardio-respiratoire. C'est malheureusement très difficile, voire impossible, d'affirmer un syndrome d'apnée sans faire un enregistrement, au moins une polygraphie, au moins d'enregistrer la respiration. Ça peut être des systèmes très simples, comme les systèmes qu'on utilise au Vietnam dans certains hôpitaux, même qui enregistrent uniquement la respiration par des canules nasales et un capteur d'oxymètre. Mais il est impossible, malheureusement, de diagnostiquer de façon certaine, même de diagnostiquer tout court un syndrome d'apnée et encore moins d'engager un éventuel traitement si on n'a pas un enregistrement minimum, au moins de la respiration par des canules nasales et de la saturation. Merci, Thuy. Voilà.
Ở đây thì cái câu hỏi đó là các cái bệnh viện mà tuyến dưới hoặc là chúng ta không có các cái công cụ để mà có thể đo được đa khí giấc ngủ, thì ở đây chúng ta thấy là cái đo đa khí hô hấp rất là đơn giản và chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng được. Ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là cũng có rất nhiều các bệnh viện đã có cái công cụ để đo đa khí hô hấp rồi, và ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là có những cái máy đo đa khí hô hấp là nó đơn giản đến mức là chúng ta chỉ cần một cái kênh đo lưu lượng khí qua mũi và có cái độ bão hòa oxy thôi, là chúng ta đã có thể là đo cho bệnh nhân và có thể là dự đoán được là các cái cơ ngừng thở của bệnh nhân rồi. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái máy và cái thiết bị đơn giản như vậy để có thể là chẩn đoán và tầm soát cái hội chứng ngừng thở khi ngủ cho bệnh nhân. Merci Thuy. Donc, je pense que nous avons à peu près fait le tour des questions, Francis. La réponse au cas clinique de Venang lui convient parfaitement. Et te dis même merci beaucoup. Et je me demande s'il n'est pas venu le temps aussi de me dire, de vous dire merci beaucoup à toi d'abord et puis ensuite au docteur Thuy. Cảm ơn bác sĩ Francis Martin và nhất là bác sĩ Thủy đã giúp chúng ta có một cái buổi học và cái thông dịch ngày hôm nay. Nếu các bạn không còn câu hỏi nữa thì tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ ngừng bài giảng ngày hôm nay và hẹn với lại tất cả mọi người vào thứ bảy tuần tới với một bài giảng khác của thầy Gilles Mangiapane về bệnh lý màng phổi. Entendre tous les étudiants aujourd'hui, je vous remercie, Dr. Francis Martin, pour votre très belle présentation aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Em cũng xin cảm ơn thầy Tuấn ạ và thầy Francis Martin về buổi học ngày hôm nay đã đưa lại các cái bài giảng và các cái thông tin rất là hữu ích cho chúng em ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Francis, le mot de la fin pour toi et ensuite on va se quitter. Oui, merci beaucoup à tous pour votre présence qui a été très très nombreuse, j'ai vu ça. Merci pour votre attention et merci beaucoup pour la traduction, chers collègues. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt pour un prochain cours. Bonne fin de journée à tous. Francis, Thanh Thuy, en vietnamien veut dire de l'eau et donc ça a coulé de source aujourd'hui. Thầy Mắc Thanh thì cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn học viên ngày hôm nay đã rất là chú ý lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận tiếp về chủ đề này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Thầy xin cúp máy đây.